trong khóa học này thì mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người một vài các lưu ý cơ bản khi mà sử dụng cái phần mềm này để cho làm sao cái quá trình làm việc của mình nó được tối ưu cũng như là nó ít lỗi mọi người nhé. Thì buổi 1 đó chính là buổi mà mình sẽ hướng dẫn mọi người về những nội dung sau. Thứ nhất là buổi 1 sẽ giúp các bạn làm quen, hiểu được cách sử dụng phần mềm PowerPoint một cách nhanh chóng, thành thạo, cũng như là hướng dẫn các bạn một vài cái mẹo để mà mình có thể tối ưu không gian làm việc mà không phải mất thêm phí dành cho các extension ở ngoài. Ok, đi nhanh một lượt nội dung của phần khóa học thì đó là chính là khả năng sử dụng phần mềm PowerPoint của các bạn nó sẽ được tăng cao một cách nó không phải đáng kể lắm đâu. Thế nhưng mà mọi người sẽ biết rằng là trong cái thời gian mình dành cho PowerPoint thì mình sẽ không có một cái thời gian nào mà lãng phí trong cái việc là sử dụng công cụ hoặc là tìm hiểu những cái hướng dẫn về nó trên mạng cả. Ok, hiện tại thì đã có 22 người rồi và mình nghĩ là nó cũng nên là bắt đầu cái nội dung buổi học ngày hôm nay rồi ý. Thì không chần chừ nữa, mình sẽ đi vào trong cái nội dung buổi ngày hôm nay. Ok, như mọi người có thể thấy ở đây thì hiện tại thì mình đang có 4 slide và đã được tạo bằng cách là chèn hình ảnh và để làm nền đó. Thì trong ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao để mà mình có thể sử dụng cái phần mềm này từ A đến không đến Z nhưng mà mình nghĩ là sẽ đến tận Y dài cơ đấy. Ok, thì việc đầu tiên là của mọi người là chính là cài đặt và sử dụng phần mềm đúng không? Ok, cái phần mềm này thì mọi người có thể tìm thấy ở trong cái thanh search của Windows để mà mình có thể khởi chạy này. Ngoài ra thì mình nghĩ là có một vài cách như kiểu là đưa nó ra màn hình chính như thế này chẳng hạn. Đó, như thế này là mình đã đưa PowerPoint của mình ra màn hình chính và nếu mà mình có muốn sử dụng cái phần mềm này ấy, thì mình có thể là mở bằng cách là chuột phải Open chẳng hạn. Khi mà mình sử dụng cái phần mềm này thì mọi người lưu ý nhé là mình sẽ có một vài cái tip và tricks để mình có thể tăng được cái hiệu suất làm việc. Tuy nhiên là những cái tip và trick đấy thường là sẽ hiệu quả đối với những cái bạn mà đã có khả năng sử dụng công cụ một cách cơ bản cũng như là thành thạo các cái phím tắt ở trong PowerPoint rồi. Đó, những phím tắt thì nó không quá là phức tạp. Chẳng hạn như là bạn có thể sử dụng phím tắt Ctrl Z, Shift Ctrl Z để quay lại undo hoặc là làm lại cái hành động trước đó. Ctrl Y để mà có thể tạo ra được, có thể chèn thêm được một vài cái hình ảnh cũng như là một vài cái video vào trong PowerPoint. Thế nhưng mà nó sẽ cần thời gian để mình có thể customize nó. Ok, đây là không gian làm việc chính của PowerPoint và mình nghĩ là mình sẽ hướng dẫn lại mọi người cách làm sao để mà cài đặt cái phần mềm này. Ok, đầu tiên là mọi người ơi, mọi người nếu mà mọi người đang muốn sử dụng phần mềm 2019 thì mình có để link ở trong nhóm Zalo về đấy, thì mọi người có thể tải về cái bản 2019 và làm như trong video này hướng dẫn của mình. Ok, đầu tiên thì mình sẽ tìm cái thanh ở vào cái thanh search của Windows ở đây, sau đó là mình sẽ vào phần app then và vào setting này. Sau đó là mình sẽ vào phần tìm kiếm ở đây và chọn add or remove programs. Các bạn cũng có thể vào control panel. Sau đó là vào phần program and features. Thì mọi người có thể tìm thấy cái Microsoft Office đâu đó trong này. Đây, đây là bản 2021 của mình đang sử dụng. Mọi người có thể tìm thấy cái thông tin này bằng cách là vào trong cái phần của PowerPoint này nhé, hoặc Word cũng được. Trong đó thì nó sẽ có phần Account và đây mọi người sẽ thấy được là cái thông tin về bản Office mình đang sử dụng. Ở đây thì mình đang sử dụng Office Professional 2021 và cái sản phẩm này nó chứa thêm một vài cái tiện ích mới mở rộng như là Outlook, OneNote và một vài Teams để mình có thể sử dụng cái phần mềm này cho công việc của mình cũng như là việc học tập. Ok, thì đối với mình PowerPoint vẫn là một cái phần mềm mà nó nên được sử dụng nhiều tại vì là cái công dụng của nó đối với cả việc học tập, chia sẻ tài liệu, giảng dạy thì nó rất là lớn. Bởi vì sao? Bởi vì Canva thì cái việc đồng bộ giữa các máy offline, không nói online, việc đồng bộ giữa các máy offline nó rất là kém. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình sử dụng Canva thì mình sẽ phải có kết nối với mạng.
Mà đôi khi những cái máy của mình ấy, mình không thể nào mà liên tục cung cấp cho nó mạng 100% toàn thời gian được. Cho nên việc sử dụng PowerPoint đối với mình nghĩ là nó vẫn rất là hợp lý và nó ok. Thứ hai là về việc tính năng. Đối với Canva thì các bạn sẽ có một kho tài liệu, tài nguyên khổng lồ. Thế tuy nhiên, đối với PowerPoint thì sao? Đối với PowerPoint thì có một nhược điểm mà mình sợ là các bạn khi mới bắt đầu ấy, các bạn sẽ thấy hơi ngại, là các bạn sẽ gần như là phải tìm chúng nó ở trên mạng, ở những cái thanh search của Google hoặc là các cái trang web cung cấp hình ảnh, hoặc là những cái access về thiết kế một cách không miễn phí, hoặc là nó mất phí mà nhiều đối với các bạn mà các bạn thực sự là không cần lấy chúng nó. Ok, thì cái đấy mình có thể hiểu được. Thế tuy nhiên là cái PowerPoint này nó hay ở một chỗ là các bạn có thể toàn quyền chỉnh sửa được cái file của mình mà không bị phụ thuộc hoặc là giới hạn về ý tưởng như là Canva một chút. Thực ra là Canva nếu mà các bạn tạo một cái bản thuyết trình bình thường mới hoàn toàn mà không sử dụng các assets mới thì mình nghĩ là cũng tạo mới rồi đúng không? Thế nhưng PowerPoint nó còn cho các bạn nhiều quyền hơn, đặc biệt là quyền chèn thêm các video clips, những cái âm thanh hoặc là những cái hiệu ứng cho chuyển động đó. Nó có rất rất nhiều thứ mà mọi người có thể sử dụng tùy chỉnh để biến cái bài thuyết trình của mình trở nên hiệu quả, cuốn hút, cũng như là nó thật sự là được kiểm soát hoàn toàn bởi mình. Đó, đó là cái hai của PowerPoint. Thứ ba là nó có thể hỗ trợ mọi người một cách gần như là nói thì miễn phí thì cũng không đúng, tại vì là đôi khi có rất là nhiều người sử dụng PowerPoint bản quyền ở Việt Nam rồi. Thế nhưng mà mẹ nói về mặt bằng chung thì gần như là PowerPoint đang được sử dụng đến cũng phải hơn 70% miễn phí ở Việt Nam đấy mọi người ạ. Tại vì là thường là mọi người cài đặt Office thì mọi người sẽ không có xu hướng mua bản quyền đúng không? Mọi người sẽ cố gắng là để một kỹ thuật viên nào đấy đẹp trai hỗ trợ mình trong cái việc là cài đặt, thì mình nghĩ là nó cũng nó cũng hợp lý thôi. Tại vì là cái mức phí cũng như là cái tần suất sử dụng của các bạn ấy nó chưa nhiều đến mức mà mọi người cần phải đầu tư cho một cái dịch vụ mà nó tốn đến hàng tiền triệu như là Office như thế này cả. Tuy nhiên thì mình vẫn có một cái khuyến khích đối với mọi người, đấy là hãy dùng bản quyền. Tại vì dùng bản quyền nó rất rất là thích thích mọi người ạ. Tại vì nhá, mình có thời gian sử dụng Office 365 và mình cảm thấy là ôi, cái kho assets cũng như tài nguyên của nó ở trong cái phần insert này nó cực kỳ đã luôn. Chẳng hạn như mình có thể share màn hình ở đây nhá. Ví dụ như là những cái 3D model, những cái hình ảnh 3D ấy mọi người. Office 365 và những cái phần mềm trả phí khác, cái phần mềm Office trả phí này ấy, nó hỗ trợ rất rất là tốt luôn. Chẳng hạn như là bây giờ mình có thể tạo một slide mới này, ok, sau đó là mình chèn cái smart art hoặc là một cái 3D animated model và sau này mà mình có thể xoay nó, thực hiện những cái chỉnh sửa với nó hay là thêm hiệu ứng cho nó để mà cái bài thuyết trình của mình nó trở nên bắt mắt hơn chẳng hạn. Đó, thế này này, mọi người thấy không? Đó, mình có thể xoay nó như thế này mà. Và thực sự là cái này nó đôi khi nhá, cái bài thuyết trình của mình nó sẽ hay hơn bởi vì nó có một vài kiểu chi tiết nhỏ như thế này gây ấn tượng với người xem, thì mình nghĩ nó vẫn là mọi người nên có một cái gì đó dành tiền cho bản quyền. Tại vì bản quyền sẽ giúp cho mọi người đỡ tốn thêm các chi phí khác. Thêm nữa là nó có thể một vài cái như gọi là core icons hoặc là những cái illustration ở đây chẳng hạn. Thì đấy, mọi người có thể nhìn thấy ở đây đó chính là nó đều bị limited bởi những cái quyền lợi của mọi người. Chẳng hạn như là nếu mà mình dùng 365 ở thời điểm hiện tại thì mình đều có thể truy cập được vào những cái access này một cách hoàn toàn miễn phí chẳng hạn. Đó. Thì thế này thì mình có thể tìm những cái này như gọi là hình trong suốt này, những cái bức ảnh chẳng hạn. Đó, thì tất cả những cái mà liên quan đến phần insert này mà mình muốn sử dụng các stocks hoặc là online pictures được cung cấp bởi Microsoft thì thực sự mà nói nó rất là hay và mọi người nên mua bản quyền để sử dụng. Thế tuy nhiên là trong thời gian học với mình thì mọi người hãy cứ sử dụng những cái phần mềm gì mình đang có, và nếu mọi người có nhu cầu muốn mua bản quyền thì có thể nhắn tin liên hệ mình sẽ hỗ trợ các bạn tìm đơn vị cung cấp uy tín để mà mua. Ok, đó. Về thứ hai, lợi ích của việc sử dụng PowerPoint là gì? Việc sử dụng PowerPoint nó cho phép các bạn thứ nhất là tạo một textbook có thể ghi chép lại những cái nội dung mà mình đang nói chẳng hạn. Ví dụ ở đây mình là một những lợi ích khi sử dụng PowerPoint.
Xin nó có những gì hả mọi người? Những lợi ích khi sử dụng Bao Boy nó sẽ bao gồm: thứ nhất là mọi người có thể sử dụng nó cho công việc thuyết trình. Thuyết trình, ok, cái này là cái nhu cầu đầu tiên nha. Chắc chắn luôn, chắc chắn sẽ có mọi người sẽ sử dụng Bao Boy để với mục đích thuyết trình. Ok, thế nếu mà cái thứ hai thì sao? Mọi người thử nghĩ cho mình xem là cái lợi ích thứ hai thì sử dụng là gì? Ok, lợi ích thứ hai khi sử dụng PowerPoint và chính là mình có thể tự do thiết kế như mình mong muốn. Thứ ba là mọi người biết là gì không? Là điều khiển tổ chức được sự kiện nhỏ và vừa. Mình không nói đến sự kiện lớn. Đối với những sự kiện lớn thì mình nghĩ là đôi khi kiểu là ASIAD hoặc là những cái có thể đôi khi là SEA Games ấy. Ban tổ chức vẫn sử dụng PowerPoint để mà trình chiếu hình ảnh mà. Đó. Thì mình nghĩ là không không gì có thể mà ngăn cản được PowerPoint trong cái việc là thống lĩnh cái thị trường phần mềm dành cho người làm văn phòng cả. Đó nên là nếu mà các bạn có một kỹ năng PowerPoint tốt thì hoàn toàn có thể giúp cho các bạn tiện lợi hơn cho công việc, xa hơn là giúp cho các bạn có thật nhiều lượt công việc kiếm ra tiền. Còn xa xa hơn nữa là sẽ giúp cho bạn kiếm rất rất nhiều tiền từ PowerPoint. Đó, nhưng mà đây chỉ là ba cái lợi ích chính của việc sử dụng PowerPoint mà thôi. Đối với PowerPoint thì mình sử dụng nó để mình thiết kế ra những cái bảng slide dành cho mục đích thứ nhất là mục đích thuyết trình. Thứ hai là mục đích giảng dạy. Thứ ba là phục vụ mục đích trình chiếu, phản biện. Hoặc là đôi khi là các bạn có thể muốn là bố mẹ ơi, con muốn mua cái máy tính này. Thế nhưng mà con nói bình thường thì chẳng bố mẹ nó nghe cả đúng không? Thế là mình sẽ làm luôn một cái bản trình chiếu chẳng hạn để gửi cho bố mẹ, xong là bật cái tivi ở nhà lên, cắm một cái máy tính và trình bày những cái thứ nhất, lý do con cần mua cái máy tính là gì? Thứ hai là con sẽ làm gì để mà có thể sử dụng cái máy để bố mẹ cho tiền mua cái máy tính này, chẳng hạn như là nấu ăn, rửa bát, quét nhà. Đó, đưa tất cả những cái nội dung đấy lên trên PowerPoint. Thứ ba là con sẽ làm gì? Con sẽ thật ngoan không sử dụng những cái phần mềm lạ như kiểu là games, những cái phần mềm mất thời gian như kiểu là phim truyện đấy, con sẽ không làm như thế để thuyết phục bố mẹ đúng không? Đó, thứ nhất là PowerPoint nó có thể sử dụng cho việc thuyết trình. Thứ hai là mình sử dụng PowerPoint như một công cụ giảng dạy. Đó, thường thì các thầy cô giáo, giảng viên đại học hoặc là những cái người mà đi làm những cái bộ phận nhân sự hoặc là tuyển dụng đào tạo thì họ đôi khi sẽ sử dụng PowerPoint, Google Slide, Canvas để mà có thể hướng dẫn, trình bày hoặc là training đào tạo để cho nhân viên về những cái nội quy công ty, cái nội dung bài học hoặc là những cái mà cần được trình bày một cách có quy trình thứ tự để mọi người có thể hiểu rõ về nó. Chẳng hạn như là bài học thì sẽ có bao nhiêu? 3 phần. Phần 1, mở bài, giới thiệu nội dung, tại sao cần học bài này, những cái nội dung mà mình có thể học được sau khi mà đã sử dụng cái khóa học này chẳng hạn. Ok. Phần thứ hai là thân bài, là những cái hướng dẫn, bí kíp, những cái tip và tricks mình học được trong PowerPoint đúng không? Nó có thể trong PowerPoint của học của mình thì nó đều có thể được đưa lên trên slide để mình có thể hướng dẫn mọi người. Thế tuy nhiên là hôm nay mình muốn là cho mọi người một cái quick guide, tức là một cái hướng dẫn nhanh. Nên là mình sẽ không cố gắng trình bày ra trước, mà mình sẽ cố gắng làm sao để mà theo cái nhu cầu của mọi người mình điều chỉnh cái nội dung. Nếu mà mình viết nó ra trước thì nó sẽ hơi máy móc, thế nên là mình quyết định mình sẽ cố gắng làm sao để mà có thể hiểu được cái nhu cầu của mọi người, cũng như là để mà điều khiển cái bài giảng của mình một cách hợp lý nhất. Thứ ba là tác dụng của PowerPoint, nó là việc điều khiển tổ chức sự kiện nhỏ và vừa. Hôm thứ năm tuần này thì mình có đi sự kiện 2 năm của công ty mình, thì mình đã sử dụng luôn cái PowerPoint này để làm phần trình chiếu. Thì mọi người có thể thấy ở đây việc mà mình sử dụng PowerPoint để trong cái việc mình trình chiếu á, nó sẽ như thế nào. Ok, thì mình đầu tiên là mình sẽ chèn đến những cái assets, tức là những cái tài nguyên tài liệu thiết kế của mình vào trong này, thế sau đó là chiếu lên PowerPoint đúng không? Đó, nó đơn giản là như thế. Thứ hai, nếu mà mình có vận hành cái slide này thì khi mà mọi người lưu ý nhé, khi mà mình trình chiếu như thế này thì mình sẽ không phải là bấm từng slide một như thế này đâu,
Cái rất là hay của PowerPoint là sẽ cho phép bạn làm đó chính là sử dụng Presenter View. Đó, đây là Presenter View và mình nghĩ là cái này mình có thể chia sẻ cho các bạn là một ví dụ điển hình của việc là PowerPoint nó có thể đa dụng đến mức nào. Nó có thể chạy cả một sự kiện đấy các bạn ạ. Đó, ngoài ra là mình có thể điều chỉnh âm thanh, hình ảnh, nội dung video ngay khi đang trình chiếu. Chẳng hạn như là bây giờ nếu mà mình cái PowerPoint của mình có bị một chút lỗi chẳng hạn thì mình có thể điều chỉnh ngay ở trên này. Rất rất là tiện luôn. Đó, mình có thể điều chỉnh những cái nội dung của mình trên này. Hoàn toàn hợp lý, đúng không hả mọi người? Đó, nên là việc mình sử dụng một cái phần mềm PowerPoint này nó có thể có rất rất nhiều nội dung. Hay thậm chí là mình có thể thiết kế ảnh ở trên này, sau đó là đáp qua Zalo cho mọi người luôn. Sao em nhập phát mà không được? Tại vì thì em thử link nhé. Ví dụ như là bây giờ mình có copy hình ảnh qua ấy, mình ấn Ctrl C ở trong slide rồi, sau đó mình Ctrl V vào đây thì nó sẽ lập tức hiển thị ra cái slide mình vừa làm luôn. Đó, nó đó đó là một cái rất là hay của việc sử dụng PowerPoint. Mình nghĩ là chắc có thể là các bạn đã biết rồi. Ok, mình nghĩ là mình sẽ gửi lại link cho các bạn đó, tại vì là mình cũng đang tập trung dạy, mình không check tin nhắn ở bên đó. Ok, thứ hai là bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt, đúng không? Ok, đầu tiên là mọi người nhớ là quay lại cái phần cài đặt này. Thì nếu mà các bạn đang sử dụng phần mềm ok rồi thì mình nghĩ là đừng cài là gì cả, tại vì việc tải về trên web cũng như là sử dụng cái phần mềm đấy nó sẽ hơi lâu ấy. Đấy nhá, thì mình có đang chia sẻ màn hình của mình. Đấy là những cái phần mềm mình upload lên và hiện tại cái link này nó vẫn hoạt động. Thì mọi người lưu ý là trong ba cái bản Office này thì bản mình cung cấp được cho mọi người nó là bản 2016, 365 và 2019. Trong đó 365 nó sẽ là phần mềm bất ổn định nhất, tại vì nó là phần mềm bản quyền của Microsoft. Microsoft đang làm mọi cách để mà có thể hạn chế đi cái lượng người dùng Chrome, nên là mình sẽ không khuyến khích mọi người cài về máy. Mặc dù là có rất là nhiều bạn cài đặt và sử dụng thành công rồi, tuy nhiên là những cái tiện ích của nó mình nghĩ vẫn là hạn chế. Và để mà cái máy của các bạn ổn định thì các bạn nên tải bản 2019 về. Ok, thì các bạn cứ chuột phải và ấn tải xuống như này thôi, đơn giản. Thì khi mà bắt đầu tải xuống như thế này rồi đúng không? Thì mình nghĩ là mình cũng không đợi ở đây làm gì đâu, tại vì máy của mình có sẵn file này rồi. Mọi người cứ tải về như thế nhé. Thế sau đấy là mọi người lưu ý là mình sẽ phải gỡ cài đặt các cái phần mềm mình đang chạy ở máy đi. Như thế này. Đó thì mọi người hãy install giúp mình. Ok, uninstall này. Thế sau khi ấn uninstall thì một ấn yes. Và sau cái thời gian yes đấy thì cái màn hình hiển thị nó sẽ có một cái như thế này. Và mọi người ấn uninstall, sau đó là reset máy của mình là được. Thế tuy nhiên trong cái buổi học này thì mình cũng chưa cần các bạn phải cài ngay đâu. Đó, nên là các bạn hãy cứ giữ nguyên cái phần mềm mình có trên máy tính của mình. Ok nhá mọi người nhá. Thứ hai, việc hiểu và sử dụng PowerPoint. Tại sao cái việc thuyết trình trên PowerPoint luôn luôn là cái tiêu điểm của một cái lớp học, một cái giảng đường, một cái teamwork? Là bởi vì như này, PowerPoint sẽ giúp cho các bạn trình bày được toàn bộ những cái nội dung mà các bạn đang thực hiện, đang làm, đang cãi cọ với nhau trong cái quá trình teamwork. Ok, từ người đi làm đến những người mà đi học, các bạn đều phải tranh luận, đều phải làm việc cực lực để mà ra được cái nội dung, đúng không? Sau đó là đưa lên trên PowerPoint là như thế nào cho nó đẹp. Và cái tranh cãi ở đây xảy ra đó là gì? Trong 5 người đấy, chưa chắc cả 5 người đấy đều đã biết thiết kế với PowerPoint, đúng không? Chưa chắc cả 5 người đều đã thiết biết thiết kế PowerPoint nhá. Thì một người nào đấy thì có một cái tư duy thẩm mỹ, anh à nhầm, có một cái mắt thẩm mỹ tốt, một cái khả năng thiết kế và cái sử dụng phần mềm ok thì sẽ là người đóng góp to lớn nhất trong việc làm PowerPoint, đúng không? Đúng, cái đó là đúng. Cái người mà có con mắt thẩm mỹ nhất hoặc là trưởng nhóm đi sẽ là người thiết kế PowerPoint. Cho em xin file cài đặt Office được không ạ? Ok, có luôn em ơi, nhớ check tin nhắn Zalo nhá. Mọi người ơi, mọi người, hiện tại thì trong Zalo của mình ấy, mình nghĩ là cái việc spam tin nhắn nó không có nhiều đâu.
Nên là mọi người lưu ý là hãy check tin nhắn của mình thường xuyên, tại vì là mỗi ngày mình chỉ thông báo với các bạn một vài cái tin rất là nhỏ thôi về cái lớp học cũng như là một vài thay đổi và đưa cho mọi người một vài template. Thế nên là hãy bật thông báo Zalo lên để mà mình có thể hỗ trợ các bạn trong cái việc là học. Ok. Đó. Thì quay lại cái việc mà mình làm nhóm thì tại sao mà cái PowerPoint này lại quan trọng như thế? Một cái teamwork có thành công hay không thì nó đều dựa vào PowerPoint hết. Nếu mà các bạn muốn làm teamwork thành công, làm một cái dự án nhỏ ở trường để thuyết trình này, bảo vệ môn này, à nhầm, thuyết trình kết thúc môn này, thuyết trình kết thúc giữa khóa này, thuyết trình kết thúc cuối khóa này, bảo vệ luận án á, thì các bạn đều phải biết một chút hoặc là biết nhiều nhiều chút để mà có thể tối ưu được cái nội dung thuyết trình của mình. Chẳng hạn như là bây giờ mình có một cái khóa luận đi, hình dung là mình phải làm gì, mình phải làm ra được cái khóa luận này đã, đúng không? Thế sau là khi mà đã làm ra được cái khóa luận này rồi thì mình mới tất tả chạy đi làm PowerPoint. Thì tuy nhiên là cái việc mà mình làm PowerPoint đấy nó sẽ không phải là một người làm, mà có thể là rất nhiều nhiều người làm. Một cái tranh cãi ở đây sử dụng PowerPoint đó là việc là slide của bạn có đẹp hay không, slide của bạn có vừa mắt hay không, hoặc là những cái mà như kiểu là nhiều chữ hay ít hình ảnh, không có thể là minh họa cho cái nội dung bạn nói được. Thì đấy, đấy là hai cái vấn đề chính. Thứ nhất là PowerPoint thiết kế không đẹp. Ok, đợi mình xíu nha. Mọi người đợi mình xíu nha, tại vì là mình đang có vấn đề với cả connection. Mọi người vẫn nghe rõ mình chứ? Rõ, Nó có bị ngắt quãng không? nghe rõ, Ok, ok, xem hình ảnh, ok. Ok nhá. Thì cái phần này mình cũng không, mình nghĩ là mình cũng không kiểu như là viết lên Word làm gì cả. Mình nghĩ là mình sẽ nói chuyện với mọi người về cái công việc đối với PowerPoint thôi. Ok. Thì nãy mình có nói đến việc là hai vấn đề chính của PowerPoint. Thứ nhất, vấn đề chính của PowerPoint đó chính là cảm quan về PowerPoint. Làm thế nào để mà một cái nhóm học của mình, một cái team làm việc của mình nó có thể đánh giá được một cái PowerPoint, thì nó sẽ dựa trên hai yếu tố sau. Một là tính thẩm mỹ chung của trưởng nhóm duyệt được, ok thì được. Cái thứ hai là những ý kiến của thành viên nhóm, hoặc là nó trong cũng giống như xã hội này thôi, sẽ có những người này, ý kiến kia về cái hình ảnh, những cái thiết kế mà bạn làm, đúng không? Đương nhiên các bạn sẽ phải chấp nhận cái điều đấy, và mình mong là các bạn sẽ nhận ra đó chính là cái việc tư duy thẩm mỹ trong PowerPoint nó rất là quan trọng. Nếu mà các bạn chưa cảm thấy là mình có đủ mắt nhìn để mà có thể đánh giá được cái bản thuyết trình của mình á, thì việc đầu tiên các bạn nên làm đó chính là tham khảo những cái project mà nhóm khác đã hoàn thiện rồi, từ đó quay ra đánh giá lại cái phần thuyết trình của các bạn đã làm trên PowerPoint. Ok, chẳng hạn như là các bạn đã làm việc với cả hai nhóm rồi thì mình hãy so sánh việc PowerPoint nhóm này ở nhóm kia một tí đi. Thế tuy nhiên là đừng để mọi người cảm thấy khó chịu về cái việc so sánh đấy, mà thay vào đấy là mình sẽ âm thầm so sánh. Chẳng hạn như là việc thứ nhất, cái PowerPoint này nó đã trình bày được đủ nội dung chưa? Thứ hai, PowerPoint này nó có bị rối loạn các con chữ hay không? Cái thứ ba là PowerPoint này nó có hiệu ứng bắt mắt hoặc là những cái animation cuốn mắt khiến cho mình phải dành toàn bộ cái thời gian của mình để xem nó không? Đó, mình hãy đánh giá nó theo ba câu hỏi, ít nhất là ba câu hỏi như thế để mình biết được là cái PowerPoint của mình làm ra có đẹp hay không. Nếu mà mình đánh giá mà mỗi câu hỏi mình cảm thấy là cái PowerPoint nhóm mình nó vẫn còn vấn đề, thì mình nghĩ là mọi người hãy cố gắng sửa những cái vấn đề đó. Còn nếu mà mình đã cảm thấy ok rồi thì hãy gửi lên nhóm để mọi người có thể cùng đánh giá, cùng thảo luận về cái PowerPoint đấy, chứ đừng cố gắng làm sao mình đánh giá cái PowerPoint của mình theo góc nhìn chủ quan. Tại vì góc nhìn chủ quan của mình nó thực sự chỉ có giá trị khi mà mình đã là một người chuyên gia có tiếng ở trong cái lĩnh vực này thôi. Nếu mà cái đánh giá của các bạn mà nó chưa có những cái ví dụ như là bây giờ bạn bảo nó xấu đúng không, thì nó xấu ở đâu? Bạn bảo nó nhiều chữ, thế nếu mà bỏ cái nhiều chữ đấy đi thì liệu những cái khán giả khác còn hiểu được cái nội dung đấy trọn vẹn và đúng theo cách mà các bạn muốn hay không? Đó là một vài câu hỏi mà các bạn có thể tự nghĩ, tự trả lời cũng như là tự hoàn thiện mình để mà có thể đưa ra một cái feedback, một cái lời nhận xét góp ý có tính xây dựng về PowerPoint. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người các cái nội dung cơ bản về cái PowerPoint này. Đầu tiên là PowerPoint luôn luôn có sẵn những cái mẫu như mình vừa bảo là mẫu thiết kế thuyết trình. Ok, đầu tiên là mình sẽ đóng cái phần mềm này lại nha.
Sau đó là mình sẽ mở cái phần mềm này lên. Ok, ở phần home này thì mình có thể nhìn thấy được là à hôm trước là mình đã sử dụng cái gì đây, mình đã sử dụng cái nào, mình có thể mở ra tại đây hoặc là những cái PowerPoint mình pin nó lên, tức là mình đánh dấu, mình ghim nó lên để mà lần sau mình mở cho dễ. Thì nó đều có hai file như thế. Thứ hai là mọi người có thể vào trong phần new này. Ở phần new này sẽ có rất rất nhiều nhé, mình khẳng định lại luôn, rất rất nhiều những cái template, những cái mẫu slide các bạn có thể sử dụng. Và bây giờ thì mình sẽ chọn một cái ngẫu nhiên đi. Bây giờ thì mình sẽ thích sang là chủ đề địa lý chẳng hạn, thì mình sẽ tìm geography chẳng hạn. Ở đây thì nó sẽ có một cái như kiểu là World Map Series chẳng hạn. Sau đó là mình ấn vào đó và nó sẽ tạo cho mình một cái presentation mẫu để mình có thể chỉnh sửa về màu sắc, hình ảnh cũng như là những cái khác liên quan đến cái mẫu slide như thế này. Ok chưa? Đó. Tiếp tục ở phần file, ở phần new này thì mọi người sẽ có gì? Ở phần new này thì mọi người sẽ có một vài cái như kiểu là diagrams, infographics dạng như là nó giống như kiểu là hình phễu này, hình cây này, hình đường thể hiện ra quá trình. Đó, nó có rất rất nhiều những cái infographics mà các bạn có thể sử dụng. Đây như là một cái infographics tảng băng nổi, tảng băng chìm. Có những cái phần mình đã hiển thị bên nổi rồi, nhưng mà còn rất là nhiều cái thứ khác ở bên dưới đúng không? Đó. Các bạn có thể dựa theo cái nội dung mình cần trình bày để mà thiết kế ra một cái PowerPoint, cũng như là việc chọn cái mẫu có sẵn để làm sao cái công việc của mình nó được nhanh chóng nhưng mà lại hoàn hảo nhất. Đó. Ở phần new này thì mọi người nhớ là ở đây nó có rất rất nhiều cái mà mẫu có sẵn để mình sử dụng. Cái thứ hai là trong khóa học này thì mình cũng đã cho các bạn một list các template có sẵn ở trên này. Và cái template này có sẵn này, mình lưu ý nha, là mọi người điểm danh buổi nào thì sẽ có được access đến buổi đó. Và đặc biệt là nó sẽ chỉ phù hợp và available đối với những bạn đã đăng ký cái biểu mẫu khóa học này thôi. Vậy thì nếu mà các bạn chưa đăng ký cái biểu mẫu này thì mọi người hãy lưu ý là vào trong Zalo đăng ký những cái biểu mẫu này giúp mình. Ở đây nó không chỉ có slide template đâu mọi người nhé, mà nó sẽ còn những phông chữ cũng như là hình ảnh mình đang tải lên rồi. Và cái này thì mình sẽ gửi cho các bạn sau buổi học ngày hôm nay, cũng như là records. Ok. Thứ hai là phần new, nó sẽ có thêm một vài cái khác để mà mọi người có thể sử dụng được. Ok. Ở cái phần này thì mọi người có thể thấy là phần open ở đây nó sẽ có tất cả những cái mà mình đã mở gần đây, hoặc là những cái nơi mà mình có thể lưu PowerPoint mà cái này nó có thể mở được. Chẳng hạn như là bây giờ mình lên trên này mình mở ra một cái PowerPoint mà mình đã lưu từ trước đó, chẳng hạn như thế này, ở trên OneDrive, ở trong cái máy tính này, ở đây là thư mục document nha mọi người, hoặc là tìm ra cái thư mục đó bằng cách là sử dụng đường link. Ok. Đó thì bây giờ mình mở cái phần có không đem mà bay mà này ra. Sao có việc gì đó bạn ấy? Nếu mà có câu hỏi thì mọi người lưu ý là đặt xuống phần chat cho mình nhé. Khi mà mở ra cái file này ấy, thì mọi người lưu ý là mình có thể sử dụng một cái tính năng nữa của PowerPoint, đó chính là Recover Unsaved Presentation. Tức là mình đang làm thì xong là máy tự nhiên nó lỗi đúng không? Thì mọi người có thể sử dụng cái tính năng này để mà có thể tìm ra được cái bản PowerPoint mà mình cần. Đó chẳng hạn như là bây giờ khi mà mình chọn file này, mình còn open và mình sẽ tìm được cái tùy chọn là Recover Unsaved Presentation á, thì mọi người có thể tìm được ra cái file mà mình đang làm và mình sẽ sử dụng cái file đó để mà bật lên lại thôi. Đó. Thứ hai ở phần info này, đó chính là cái phần sau phần home, new và open là phần 1 ấy, thì nó sẽ đến phần info. Phần info là các bạn đã phải mở một cái PowerPoint lên rồi thì mọi người mới có thể vừa vào được vào phần info này. Trong phần info nó sẽ có gì? Thứ nhất, phần info nó sẽ có một cái đó chính là Protect the Presentation. Hướng dẫn cho mọi người biết thì đây là một cái nhanh để mà mọi người có thể bảo vệ được cái file của mình tránh bị đọc trộm.
Thế tuy nhiên là cái phần này không quan trọng lắm bằng cái việc là mình có thể nhìn được ở đây. Đó là những cái kích cỡ này, những cái mà thời gian tạo này, cũng như là những cái liên quan đến quyền tác giả ở đây đều có thể thể hiện được. Thứ hai là hai tùy chọn save và save as. Thì việc mà các bạn ấn vào phần home này, sau đó là chọn save ở đây thì nó sẽ save lại cái bản thuyết trình của các bạn đang làm. Tới thời điểm này các bạn làm được gì thì nó sẽ lưu lại toàn bộ cái quá trình đó. Thứ ba, à không được, cái tiếp theo là CMS. CMS thì cho phép các bạn là lưu cái bản thuyết trình này dưới dạng của bản mới. Demo. Demo 02. Và khi mà các bạn ấn lệnh này nhá, thì nó sẽ lưu lại cái bản 01 của các bạn này. Sau đó là nó sẽ lưu thêm một bản mới. Vậy thì nó sẽ tính là hai lần save. Mọi người lưu ý. Thì nếu mà bây giờ mình chọn cái bởi một này, cái mẫu này là khá là đẹp ấy. Mình lại muốn nó lưu nó thành bản 2 thì mình sẽ đổi tên nó thành bởi 2 demo ở đây, ok chưa? Mình sẽ lưu thành bởi 2, mọi người có thể thấy được là nó đang thay đổi tên ở chỗ này. Tiếp theo là phần Save as Adobe PDF. Thì cái này mình có nói trong cái thời gian mà mình bảo với các bạn ấy là mình sẽ setup cái phần mềm này như thế nào để mà có thể hỗ trợ cho công việc của các bạn. Tại vì Adobe Acrobat là một phần mềm nó thực sự hỗ trợ các bạn trong việc làm việc online. Cá nhân mình thì đã trải qua giai đoạn Covid 2019, 2020 rồi. Cái thời kỳ mà nó còn chưa căng thẳng với Covid ấy, thế nhưng mà nó vẫn có một vài cái hoạt động liên quan đến remote, tức là làm việc online. Thì các bạn không thể nào mà các bạn không thể nào mà gửi cái bản PowerPoint đúng không? Gửi cho PowerPoint cho một người khác các bạn chưa quen biết hoặc là nó nặng ấy, không thể gửi trực tiếp qua Zalo được. Bình thường là nếu mà mình làm PowerPoint thì cái kích cỡ của PowerPoint mình làm á, nó sẽ rơi vào trong khoảng từ tầm 100 MB cho đến hơn 1 GB. Bởi vì hình ảnh của mình sử dụng chất lượng là 300 PPI. Tính chính xác là 330 nhá. Đó, thì mọi người không thể nào mà gửi trực tiếp được đúng không? Thì thành ra là mọi người sẽ phải lưu nó dưới dạng PDF để mà nó chuyển toàn bộ slide của mọi người thành hình ảnh, gộp nó vào trong một file và gửi đi cho người khác xem. Đó là cái đặc biệt của PDF mà mọi người cần phải biết đó. Và phần mềm Adobe Acrobat này nó sẽ giúp cho các mọi người tối ưu được cái quá trình mà mình làm việc với cái PDF đó. Đúng rồi mọi người nhé, cái này thì mình sẽ phải cài đặt thêm. Thế nhưng mà cài đặt thêm này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người ngay bây giờ thôi. Đây là cái góc giao diện làm việc của mình. Đầu tiên là mình sẽ đóng cái PowerPoint này lại. Hôm nay là buổi setup mà. Đó, thì bây giờ mình sẽ tìm cái Adobe Acrobat đây. Thế sau đó là mình sẽ gỡ cài đặt cái phần mềm này nhé mọi người. Để gỡ được cài đặt Adobe Acrobat thì nó rất là nhanh thôi. Trong cái phần này thì mình nghĩ là cái phần khó nhất ở đây đối với mọi người á, đó chính là việc cài đặt. Thì mình nghĩ là mình có thể hướng dẫn được. Để mình tìm xem nào, Acrobat Pro 2021 DC đấy đúng không? Mình đã có tải của phần mềm gốc và về rồi. Thế là dùng khá ok đấy. Đây là phần mềm và mọi người lưu ý nhá. Cái phần mềm này thì mình đã upload lên trên, đang upload lên trên cái tài liệu lớp học rồi. Mọi người lưu ý để mà có thể sử dụng nha. No. Đầu tiên là mình sẽ vào trong cái phần Windows Security này. Để mình tắt cái dây virus đi đã. Ê, có vẻ như là cái Windows Security này nó đang unrespond ấy. Nên là mình nghĩ là cái Acrobat này mình sẽ để sang buổi sau đi được không? Ok. Nếu mà cái phần Adobe Acrobat này mình để xong buổi sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cũng như là sử dụng cái phần mềm này ok nhất. Đó thì mọi người có thể thấy được là nếu mà không có Adobe Acrobat thì mình vẫn có thể xuất được PDF mà. Bằng cách là chọn export ở đây, sau đó là mình sẽ tùy chọn một trong ba định dạng phổ biến. Một là xuất ra video, hai là xuất ra PDF và ba là xuất ra cái GIF.
Và nếu mà các bạn xuất ra GIF thì mình nghĩ là có thể gửi được luôn. Thế nhưng mà nó sẽ không đẹp lắm đâu bằng việc là mình xuất ra video. Còn xuất ra PDF thì các thiết bị chỉ cần có mạng thôi là sẽ đọc được mọi người nhé. Kể cả mọi người có gửi qua iPad hoặc là những cái phần mềm như là Messenger, Viber hoặc là Telegram đều có thể được. Ok, ở đây thì mọi người sẽ có thể thấy được là cái phần account này. Phần account này lưu ý nhé, nó sẽ có rất rất nhiều những cái mà liên quan đến tài khoản của các bạn này, thiết lập về cái background cũng như là khu làm việc chẳng hạn. Mọi người có thể thực hiện thay đổi với nó. Thế nếu mà mọi người cảm thấy là mình cần thay đổi sửa đổi gì nhiều á, thì mọi người có thay đổi sửa đổi ở đây thôi. Đó, nếu mà mình đã có một cái khung làm việc khá là ok như thế này này, mình sẽ vào home và thực hiện tùy chỉnh tiếp theo về thanh công cụ. Ok, thanh công cụ của mọi người thì có một cái dọc như thế này này, như thế này đúng không? Nhưng mà mình nghĩ ấy, nó sẽ chỉ có nút save thôi. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao để mà có thể sử dụng được cái thanh này, gọi là thanh Quick Access Toolbar. Đây là một cái thanh công cụ nhanh và nó sẽ giúp cho mọi người hữu ích khi nhìn thế này. Chẳng hạn như là mọi người đang cần căn giữa này, căn dọc này đó, hoặc là sử dụng những cái mà liên quan đến gọi là format painter để cho cái chữ bên dưới nó có hiệu ứng như chữ bên trên chẳng hạn, đúng không? Hay là bật nhanh ra cái tab format background, chèn nhanh cái text box thì mọi người sẽ làm như thế nào? Mọi người sẽ vào home ấn insert, hay là mình sẽ cố gắng có một cái thanh công cụ nhanh để mình có thể làm như thế. Ok, thì đó là Quick Access Toolbar và cái này nó sẽ cực kỳ hữu dụng dành cho các bạn khi mà các bạn không muốn tay của mình phải thao tác quá nhiều khi sử dụng phần mềm này. Việc mà mình có Access Toolbar thì nó rất là đơn giản thôi. Các bạn hãy vào phần File, chọn More ở đây. Tại vì là mình đang zoom màn hình á, nên là các bạn sẽ không thể thấy được cái này ở trên màn hình của mình. Thế tuy nhiên là nó sẽ ở phần More và chọn Option như thế này. Ở đây nó sẽ có General và cũng lưu ý với mọi người luôn là hãy để về tiếng Anh khi sử dụng. Tại sao mình lại bảo các bạn để về tiếng Anh khi sử dụng? Là bởi vì như thế này, nếu mà mình chỉ sử dụng những cái công cụ bình thường thì không sao. Thế nhưng mà khi mà các bạn muốn như nào nhỉ, tối ưu các cái công việc của mình á, mà cần phải tìm hướng dẫn, hay là một mới học được một cái anh YouTube nào đấy ở Ấn Độ những cái bài trí, những cách mình làm animation cho cái PowerPoint của mình nó sinh động, cuốn hút hơn. Đó, thì mọi người lưu ý nhá, mấy anh Ấn Độ, mấy người Mỹ sẽ không dùng tiếng Việt đâu. Họ sẽ sử dụng tiếng Anh. Và khi mà họ sử dụng tiếng Anh ấy, thì mình sẽ bị ngợp, là bởi vì sao? Là bởi vì cái tiếng Việt mình dịch cái PowerPoint này ra nó không được sát hoàn toàn đối với nghĩa của các từ trong đó. Cho nên là đôi khi các bạn sẽ bị nhầm. Một vài cái sẽ cứu vớt lại được mà icons. Nhưng mà mình nghĩ tốt nhất là các bạn hãy để về tiếng Anh để mà có gì thì mọi người vẫn hỗ trợ được. Chứ nếu mà để về tiếng Việt nó cực cực kỳ khó hỗ trợ luôn. Ok. Ở phần proofing này thì mọi người có thể tắt một vài cái tùy chọn như mình đang làm đi để tránh được cái việc khó chịu khi thiết kế. Ok, nhớ phần general language này nhá. Thì mọi người luôn luôn ưu tiên tiếng Anh giúp mình. Mặc dù là tiếng Việt nó sẽ có một vài cái tùy chọn hoặc là những cái quen thuộc với các bạn nhất định ấy. Thế nhưng mà đó, nếu mà dùng tiếng Việt rồi thì người khác sẽ khó hơn các bạn. Quay trở lại việc mình cần phải có một cái thanh công cụ nhanh. Thì bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ sử dụng Quick Access Toolbar đấy nha mọi người. Cái Customizable này thì mọi người đừng sờ vào, tại vì nó đang là mặc định rồi. Nếu mà mọi người muốn customize thì mọi người có thể bỏ bớt một vài tab đi chẳng hạn. Chẳng hạn như là bây giờ nếu mà mình đang muốn ở đây đúng không, thì mình sẽ bỏ cái tab Add In này đi, tại vì mình không có dùng Add In. Thứ hai là mình có thể bỏ tab Draw đi này. Mình có thể bỏ luôn cả Transition được không nhỉ? Transition thì không được, tại vì nó là chuyển slide. Mình đôi khi là mình nghĩ là mình có thể bỏ animation đi được rồi đấy. Thế nhưng mà cũng chưa cần. Cái mình cần đó chính là việc mình bỏ luôn cái tab draw đi thôi. Quay lại Quick Access Toolbar ở đây thì mọi người có thể thấy ở đây nhá, nó là một vài cái lệnh đơn giản. Nếu mà mọi người muốn làm thế nào để mà nó theo ý mình á, thì mình phải hiểu được cái phần mềm này nó sử dụng những cái công cụ gì là chính, mất nhiều thời gian để tìm nhất. Đó chính là công cụ căn chỉnh giữa. Mọi người lưu ý nhá, chẳng hạn như là bây giờ nếu mà mình không có cái Quick Access Toolbar này đi thì sao? Đó,
Bây giờ mình không có quỹ asset thứ ba thì mình sẽ làm như thế nào để căn được cái nội dung này ra giữa. Chẳng hạn như là bây giờ mình cần căn cái hình chữ nhật này đúng không? Mình căn giữa đi. Căn giữa của cái slide đi. Thì mình sẽ phải vào phần shape format này và phần align này. Chọn align center. Và khi chọn xong thì nó biến mất. Cái align nó rất là khó chịu, chọn xong là biến mất. Thế sau đó là mình lại chọn một lần nữa và chọn align middle. Đó. Thế sau khi đó là mình lại duplicate cái này lên, mình chọn cùng lúc hai shape và mình đang muốn là align chúng nó thành cân giữa với nhau thì mình lại phải chọn align và chọn shape. Nó đã mất thêm của mình đến 2 3 thao tác rồi. Trong khi đó, nếu mà có cái phần quick asset toolbar thì sao? Căn giữa này. Căn giữa bề rộng. Căn giữa à nhầm, rồi đúng rồi, căn giữa chiều dài và căn giữa chiều rộng. Hay là như nào nhỉ? Nó là tiếng Anh ý. Căn giữa ngang và căn giữa dọc, ok. Đó. Thì mình có thể thấy ở đây là mình đã căn giữa được khá là hoàn hảo rồi. Thứ hai là mình muốn chèn thêm một text box, mình sẽ vào shape này. Sau đó là mình chọn cái text box ở đây đúng không? Thế thay vì như thế thì mình ấn text box ở đây mình chèn luôn. Hoặc là nếu mà bạn nào có thể customize được phím tắt thì các bạn có thể ấn Ctrl Y để chèn hình ảnh. Thế tuy nhiên là cái đấy nó hơi nâng cao một tí. Nên là mình sẽ chưa hướng dẫn các bạn ngay, mà mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo ra một cái quick asset toolbar này thôi. Ok, cái quick asset toolbar này thì đơn giản. Đầu tiên là các bạn vào option chọn quick asset toolbar này. Sau đó là như ở đây thì mình đã có rất là nhiều lệnh rồi. Mình sẽ remove bớt đi để trở thành beginner cho các bạn đúng không? Ok, ba lệnh đầu tiên là set, undo và redo. Cái này sẽ có mặc định cho mọi người nhé. Tuy nhiên là mọi người cũng có thể xóa nó đi đấy. Tiếp theo này, các bạn có thể vào đây và chọn là all comments. Lệnh các bạn sử dụng chính là lệnh align đúng không? Thì nó sẽ là cái âm A đầu tiên, âm A đầu tiên. Thì các bạn tìm cái align này thôi. Đầu tiên là mình sẽ thêm cái align object, thêm tổng nó vào này. Ở đây nó sẽ gồm rất là nhiều tùy chọn liên quan đến align, căn chỉnh giữa, sau đó là gì, flip các thứ nó đều có. Sau đó là mình chọn căn giữa này, căn chính giữa. Thứ hai là căn giữa của chiều rộng thêm vào. Ok, sau đó là mình sẽ tìm cái gì nhỉ, format painter, tức là mình muốn chữ dòng dưới có hiệu ứng như dòng trên thì mình sẽ sử dụng cái đó, format painter, sau đó là add vào. Thứ ba là mình sẽ sử dụng cái format background nhiều, như là mình nghĩ là mình cũng muốn đưa nó lên thì ở đây thì mình sẽ tìm cái format background ở đây thôi. Thêm nè, à mọi người lưu ý ở đây là đôi khi nó có chấm 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 ở đây nhá, thì mọi người lưu ý là chọn cái trên, cái không có ba chấm á. Format background xong thì mình nghĩ là mình sẽ tìm cái text box, nó sẽ là chữ Y. Nên là mình sẽ tìm chữ Y, insert, insert text box, đúng không? Ok, ở đây nó sẽ có insert text box này. Còn một cái nữa đó chính là align. Nhưng align này đặc biệt, tại vì align này sẽ dùng với cả những cái bạn nào mà hay dùng bảng ấy. Đó, mình sẽ tìm cái tùy chọn nó cho mọi người. Đây, align top, ở lại text, đây nó sẽ có, mọi người nhớ thêm vào nha. Và mọi người hãy để ý cái này nó đúng theo cái thứ tự bảng chữ cái. Ok, như thế thì mình đã có một cái thanh công cụ vừa đủ rồi. Đó, sau khi có một thanh công cụ xong thì mình đã có một cái không gian làm việc nó tương đối là hoàn chỉnh rồi đúng không? Mọi người có làm được theo cái hướng dẫn của mình không? Nếu mà mọi người có thể đọc, nghe và làm theo hướng dẫn của mình thì mọi người hãy chat xuống phần bên dưới để mình có thể điều chỉnh cũng như là hướng dẫn lại mọi người nếu cần nhé. Ok, hơi nhanh xíu. Cái này thì mình nghĩ là nó cũng tương đối thôi. Nếu mà bạn có thể mình có đi có lại buổi học, bạn Nguyễn Duy Khánh học cũng khá là lâu rồi đúng không? Nên là mình nghĩ là bạn sẽ có một suất được hưởng ưu đãi này cho những cái bạn đồng hành cùng mình, đó chính là việc các bạn có thể có record của buổi học. Ok, mọi người lưu ý nhá, nó là phút thứ bao nhiêu nhỉ? Nó là phút thứ 40 á. Phút thứ 40 hay phút thứ 50 gì á. Đó,
phần file này thì mọi người sẽ vào phần option và tùy chọn những cái mà mình cần để mà có thể thêm vào thêm công cụ nhé. Nếu mà các bạn chưa tìm thấy cái công cụ mà mình cần thì có thể sử dụng ở đây là chính là lệnh all comments để mà tìm ra được những cái mà nó cần thiết cho các bạn khi mà sử dụng phần mềm PowerPoint này. Hiện tại thì đã có 45 người đăng ký rồi và mình nghĩ là sẽ có những bạn nào mà đăng ký cùng với mình đúng thời điểm á, hoặc là sau buổi ngày hôm nay đăng ký cũng được, thì đến khi học xong buổi thứ ba thì mình sẽ gửi lại record cho mọi người. Còn đối với những bạn mà đã kiểu như là học cùng mình buổi đầu này mà tham gia đầy đủ á, hiện tại đang có 39 người thì mình sẽ trực tiếp gửi luôn record để mọi người có thể ôn luyện lại ngay xong cái buổi học ngày hôm nay để buổi tiếp theo các bạn không còn bị bỡ ngỡ nữa. Ok, các công cụ thường gặp ở trong cái thanh home, format shape và picture and insert. Ok, thì việc mình tắt xem màn hình đi một xíu là mình để kiểm tra lại một chút về cái hoạt động ngày hôm nay của mình. Trong thanh home, mọi người lưu ý nhé, là việc mình sử dụng PowerPoint thì mình sẽ làm việc chính cái tab nào. Đầu tiên là mình sẽ làm việc tab home này, tab insert này, những tab liên quan đến thiết kế, design, transition và animation, và cuối cùng là tab shape format. Ok, thì khi mà các bạn sử dụng thanh home, nó sẽ cho các bạn quyền toàn chỉnh sửa toàn bộ những cái liên quan đến text box này nhé, trừ việc là tô màu thôi, tô màu nền thôi thì các bạn vào shape format. Thế tuy nhiên mà cái thanh home này nó sẽ là cái quyết định là cái bài thuyết trình của các bạn có đẹp hay không đó. Đầu tiên thì ở đây mình sẽ có tên chỉ phông đúng không, phông chữ này, cỡ chữ này, định dạng chữ này, in đậm, in nghiêng, gạch chân, tạo bóng cho chữ, gạch, chữ, khoảng cách giữa các ký tự, khẩu là text keyword nhé. Mã lớp là gì vậy ạ? Từ cái này đợi anh xin. Ok, đấy mọi người lưu ý là phần này mình sẽ nói lại một lần nữa nhé. Đó là trong cái tab home này này, mọi người sẽ làm việc chủ yếu với cả chữ đúng không? Thì ở đây nó sẽ có loại font typeface, mọi người là nhớ là typeface nhá mọi người. Ok, thì ở đây thì mình sẽ tập trung sử dụng typeface của nhà Montserrat. Ok, nhà gì nhỉ, nhà UTM hay nhà ICL chẳng hạn. Nó sẽ có rất là nhiều phông được Việt hóa phù hợp với cả nội dung thuyết trình bằng tiếng Việt của mình, thì mọi người có thể thay đổi phông chữ của mình ở đây. Thứ hai là sau khi thay đổi phông chữ xong đó, thì mọi người sẽ muốn là chỉnh sửa cỡ chữ để có thể là nó fit, nó phù hợp với cái bảng chiếu đúng không? Đó, thì mọi người sẽ có thể sử dụng hai cái nút A lên, A xuống ở đây để điều chỉnh cái cỡ chữ của mình như ý mình mong muốn. Đó, còn là viết ở đây một con số, ví dụ như là ở đây nó chỉ cho các bạn là tăng 8, tăng lên 2, 4 thôi đúng không? Thì mình có thể viết là 34 ở đây chẳng hạn, nó sẽ vừa hơn với cái cỡ mình mong muốn. Hay là bây giờ nếu mà mình có một cái dòng thế này, lợi ích khi sử dụng PowerPoint mà cái chữ của mình nó bị xuống dòng, thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ cố gắng cho cái này nhỏ đi một xíu thôi à, 28 đó, thế này đúng không? Và khi mà mình nhỏ lên như thế rồi thì cái màu chữ của mình nó cũng sẽ khác như một xíu. Ở đây thì mình sẽ làm nó nghiêng này, làm nó có cái chân này, hoặc là các bạn có thể nhấn mạnh cái nội dung của mình bằng cách là chọn một cái từ, ví dụ là trong cái câu những lợi ích khi sử dụng PowerPoint nó có những gì, thì các bạn có thể chọn cái từ lợi ích để mà in đậm hoặc là không in đậm, in nghiêng hoặc là không in nghiêng, gạch chân hoặc là không gạch chân, tạo bóng hoặc là không tạo bóng, hay là đổi màu cho nó này, gạch chân này,
gạch luôn trên người nó này, tạo thêm một cái khoảng cách khi mà các ký tự của cái chữ này nó không xếp dày dít với nhau nữa, mà nó sẽ tách nhau ra, viết hoa toàn bộ này. Đang bình thường cái là như viết hoa thấy căng thẳng à, hay là highlight ở đây này đó, nhưng mà nhìn này không hợp lý lắm. Ok như thế này thì mọi người nghĩ là cái thanh phong này đúng không, nó có tác dụng như thế. Thế bây giờ nếu mà mình chuyển sang một slide khác, chẳng hạn như là mình muốn viết là 15 mét vuông đó, cái này á thì bên Word nó rất là dễ, thế nhưng PowerPoint lại sẽ cần thêm một vài thao tác khác, đó là sử dụng cái customize, tức là tùy chỉnh kiểu level mắt như thế này. Toàn bộ tùy chỉnh ở đây nó sẽ có như thế này, các bạn có thể tạo cho nó một effect hiệu ứng, đó chính là superscript đối với những các bạn nào làm toán. Ok, còn nếu mình học hóa thì sao? Ok, học hóa thì chúng ta sẽ có, đợi xíu nha. Nếu mà học hóa thì chúng ta sẽ cần phải viết hóa trị này, công thức tuần nhầm, phương trình hóa học đúng không nhỉ? Thì chúng ta dùng subscript đó. H2O4 đúng không nhỉ? Để mình viết một xíu. H2SO4 hoặc H2SO4. Ok, ví dụ như là mình có một cái từ như thế này, đây là một cái chất axit cho mình nhớ không nhập như thế, thì mình sẽ muốn là số 2 và số 4 này nó có hiệu ứng của phương trình hóa học. Mình sẽ chọn subscript, ấn offset tầm 25 là có định, thì mình có thể ấn 30 để chữ nó nhỏ hơn chẳng hạn đó, thì mình sẽ có được một cái từ chính là cái nó như thế này, H2O4 cộng với cả cái gì đó, ví dụ là O2 chẳng hạn, thì mình sẽ muốn là deny em nhé. Lát nữa mình sẽ gửi mọi người cái record sau. Ok, thì bây giờ nếu mà mình có cái phần như thế này mà mình không muốn phải vào đây là nhàng quá, thì mình sẽ vào trong cái số 2 này, mình chọn cả số 2 này và chọn format painter, sau đó là bôi lên số 2 kia đó, và cái số 2 kia nó sẽ trở thành cái dạng y hệt như cái số 2 của chữ H2O4 này. Mọi người có thể sử dụng PowerPoint để viết phần mềm phương trình hóa học nhé, tại vì là đôi khi sử dụng Word nó hơi khó ấy. Thêm nữa là mọi người có thể copy trực tiếp cái đoạn này sang bên Zalo. Không vào được, hu hu. Anh thấy là em vào được rồi mà đúng không hả Thùy Linh? Nhớ là nếu mà mọi người không vào được buổi đầu á, thì có thể bảo mọi người bạn bè của mình là buổi thứ hai nhớ vào học đầy đủ. Tại vì mọi người cần ít nhất là buổi học, kiểu như là ít nhất là một buổi học đủ 90 phút với mình thì mình mới có thể đưa cho các bạn record được. Tại vì là đó, những cái bạn mà đồng hành với mình thì nó sẽ phải có một cái ưu tiên đặc biệt chứ. Đây là mình đang viết phương trình hóa học nhá. Tiếp theo này, bây giờ mình có một đoạn văn siêu dài, chẳng hạn như thế, copy như này mà mình muốn chia nó làm hai cột như bạn Thùy Linh bảo đúng không, mà mình chưa làm được chẳng hạn như thế, thì bây giờ mình sẽ tăng sang tab bên này, đó là làm đẹp cho cái đoạn văn này. Ok, thì nếu mà copy sang thì nó sẽ copy giữ nguyên text. Ok, thì mình sẽ cần phải làm thêm cho nó, thứ nhất là chạy đầu dòng, thứ hai là những cái liên quan đến khoảng cách dòng này, hoặc là những cái bullet mà mình cần ở đây, đó thì mình sẽ đều phải thiết kế với PowerPoint hết. Ok, đây là một cái cơ bản, và mình sẽ đổi nó sang phông của mình. Nhìn nó rất là rối đúng không? Đầu tiên thì mình sẽ có 2 đến 3 lựa chọn ở đây, 2 lựa chọn ở đây để mình có thể tạo ra một cái gạch đầu dòng bullet point cho cái này. Thì nếu mà mình tạo như thế này trông nó rất là buồn cười, tại vì sao? Tại vì nó đang có cùng một cái kiểu giống nhau, thế nhưng mà nó không phải vấn đề mọi người ạ. Thế nhá, cái này sẽ là gạch đầu dòng này đúng không? Cái này sẽ là gạch đầu dòng. Làm thế nào để mà mình tạo ra gạch đầu dòng thì mọi người lưu ý là như thế này. Đối với cả cái PowerPoint này thì nó sẽ tương tự như Word thôi. Mình sẽ ấn cái dấu trừ ở đây nhá,
dấu trừ vậy. Ok, cái gạch ngang, sau đó là xóa ở trước cái dòng này, sau đó là xóa cái dòng đằng sau đi bằng nút delete, nhớ là nút delete nhé, hoặc là mọi người có thể dùng backspace xóa một lần, xóa một lần nữa, thế sau đó là ấn enter. Thì khi mà mọi người ấn như thế thì cái PowerPoint này nó được lập trình để nó tự động hiểu là à, nó sẽ cần mình tạo gạch đầu dòng đây, nên là nó sẽ tạo luôn cho các bạn gạch đầu dòng. Ok, hoặc là các bạn có thể làm như mình, nó sẽ tiện hơn, đó chính là chọn 1, 2, 3, kéo chọn nhé. Khi nào mà cái con chuột của mình nó hiện ra chữ Y La Mã như này, chữ Y La Mã như thế này, thì mọi người hãy kéo chọn như thế này, giảm nhỏ cỡ chữ của nó xuống đã, tại vì là cái trên là tiêu đề, còn cái bên dưới là gạch đầu dòng thì nó phải nhỏ hơn chứ, đúng không? Sau đó là tắt cái này đi, nó sẽ không gạch đầu dòng. Bây giờ thì mình sẽ chọn một cái bullet khác là hình tròn. Ok, như thế này mình đã thấy hợp lý rồi. Tiếp tục sử dụng format painter, đó, bôi xuống dòng bên dưới là nó sẽ có hiệu ứng y hệt thanh bên trên, đồng bộ luôn, đúng không? Đây sẽ là một cái phím tắt mà các bạn cần biết này. Đầu tiên là giữ control, sau đó là tiếp tục bôi đen cái đoạn ở bên trên, và như vậy thì mình đã chọn cùng lúc được hai cái đoạn này rồi. Tiếp theo đó là mình có thể đánh số 1, 2, 3, ok, nhưng mà mình sẽ không đánh 1, 2, 3 mà mình sẽ làm cái phần về tiếp theo, đó là cho nó thụt lùi vào dòng đó như thế này, thì cái tách tốc của mình nó trông hợp lý hơn, đúng không? Tại vì là bên trên là tiêu đề, bên dưới là những cái ý bổ trợ cho cái tiêu đề đó. Ok, và mọi người nếu mà mình cảm thấy là mình cho kiểu hơi quá như thế này rồi thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ chọn lại từ đầu nhé mọi người. Giữ control này, khi mà mình đã chọn được cái dòng trên rồi đúng không, mình đã giữ control nhé, sau đó là bôi đen cái dòng bên dưới, vậy thì là mình đã chọn được cùng lúc hai cái đấy rồi, hai cái đoạn chú thích rồi đó. Sau đó là mình ấn thêm một cái decrease level nữa ở đây thì nó sẽ ra cái chỗ gạch đầu dòng mình mong muốn, hoặc là mọi người có thể kéo được cái ruler, tức là cái thanh mà gì nhỉ, cái thước, kéo được cái thước ở trên PowerPoint. Cái này nó là cái margin của page, đúng rồi, nó là margin của page đó, thì mọi người có thể kéo. Và đây có một cái lưu ý dành cho tất cả học viên của mình trong cái bao trong cái khóa học này, đó chính là nhớ phải thay đổi khoảng cách giữa dòng, rất là quan trọng luôn. Tại sao thay đổi khoảng cách giữa dòng lại làm được cái gì nhỉ, cái thay đổi lớn nó như thế, là bởi vì nó sẽ khiến cho các bạn nó có một cái bài thuyết trình trong đó các cái con chữ nó không bị dày di với nhau theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc, để lưu ý nhé, theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc ở đây đó, phải lưu ý nhớ càng ít nhất là 1.5 xuống mình, hoặc nếu mà hào phóng hơn thì mọi người có thể cho hơn 2 chấm, nhưng mà theo mình thì nên để vừa thôi, để sao quá nó ô gì á. Ok, ở trên 28 cho uppercase, ở trên 28 cũng cho uppercase luôn. Sau đó là mọi người hãy lưu ý một điều giúp mình, đó chính là sử dụng cái công cụ căn chỉnh của paragraph ở đây đó. Lưu ý nhé, là mình sẽ cố gắng làm sao để cái con chữ của mình á, nó sẽ được justify, đặc biệt là với đoạn văn. Ok, để mình tìm cái đoạn văn cho bạn. Đây là một đoạn văn Ctrl M, Ctrl V, Ctrl V. À, ok, đây là một đoạn văn đúng không? Và khi mà các bạn nhìn thấy đoạn văn như thế này thì các bạn thường là sẽ muốn là ok, viết ra một cái câu tiêu đề xuống dòng, căn chỉnh này như thế này, và bây giờ tăng cỡ chữ ở đây lên, giảm cỡ chữ đi, đúng không? Như thế này thì nó sẽ giống một đoạn văn, mà sau đó là mình sẽ trang cái hình ảnh thật đẹp, nghe giống trong mơ nhỉ? Thì các bước thực hiện nó như thế này nhé mọi người. Đầu tiên là mình sẽ có Word hoặc là những cái mà liên quan đến ChatGPT, Google đều được, nhưng mà ở đây mình đang dùng cái Microsoft Bing để mình nhận phần quà hàng tháng. Nếu mà mình đạt đủ search thì mình sẽ được một cái voucher gì đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ copy và paste cái này vào. Xong lúc paste ở đây thì mình vô tình nhớ ra là cái window này nó còn cái clipboard ở đây mà, thì mình cũng đừng bỏ qua cái này nhá, bởi vì nó rất là quan trọng á.
Đầu tiên thì nó sẽ có 3 tùy chọn pet ở đây. Đó là use destination theme, tức là sử dụng cái màu sắc, thiết kế và cái quy chuẩn ở cái điểm đến, tức là ở cái slide số 8 này, mình copy đến thì nó có hiệu ứng chữ những cái màu sắc như thế nào, nó sẽ copy bằng y hệt như thế. Cái thứ hai là keep source formatting, tức là bản gốc như thế nào thì mày bê sang đây luôn cho tao như thế. Ok. Cái thứ ba là keep text only, tức là những cái liên quan đến phông chữ này hay màu chữ này dẹp hết cho tao, tao chỉ cần cái nội dung thôi, thì chỉ cần keep text only. Đó, thì mình sẽ keep text only nha mọi người. Sau đó là mình sẽ tăng cỡ chữ ở đây lên là 24. Đầu tiên, việc mình sử dụng bullet point hoặc là đánh số ở đây nó là thừa. Tiếp tục, mình sẽ muốn là căn các dòng này, mình muốn là cái khoảng cách giữa các dòng nó cao hơn một xíu. Justify để mà có thể căn được hai bên của cái đoạn văn nhìn cho nó chỉnh chu. Thêm một dấu chấm vào kết câu. Sau đó là mình sẽ giảm cái đoạn này xuống. Viết cho nó một cái tiêu đề và in đậm nó. To cái tiêu đề lên. Ok chưa? In đậm này. Xuống dòng bằng nút Enter. Bôi đen cái đoạn viết của đoạn văn bản này. Coi nó như là một cái tiêu đề. Sử dụng cái phím tắt là Ctrl B. Sau đó là mình sẽ sử dụng cái nút increase font size, tăng kích cỡ chữ ở đây lên. Và sử dụng cái thanh, một công cụ trong thanh Quick Access Toolbar, đó chính là Align Middle, để căn giữa nó với cả cái slide của mình. Và sẽ căn giữa tiếp một lần nữa. Và thế nhưng mà mình lại cảm thấy là uầy, để cái này nó không hợp, thôi để sang bên phải đi. Nó sẽ mình sẽ kéo sang bên phải. Cái đó là một lưu ý nha. Thì Linh ơi, đây là cái phần của em này. Ví dụ ở đây thì mình có một cái đoạn văn như thế này, nó gồm hai đoạn đi. Và mình muốn là nó xếp thành hai hàng. Thế nhưng mà mình không phải tạo cho nó một cái textbox mới. Đúng không? Không phải như thế này đâu. Như thế này thì mình nghĩ là nó đơn giản quá đúng không? Mình sẽ vào phần paragraph ở đây nhá. Mọi người sẽ để là two columns. Sau đó là nắn cho nó làm sao nó hợp với cả cái khoảng cách giữa các dòng. Đó, đây là tạo two columns. Nhưng mà two columns thì không hợp lắm với cả đoạn văn như thế này, mà nó sẽ chỉ phù hợp với cả cái này thôi. Ví dụ ở đây là mình để two columns đúng không? Two columns. Ok, thì nó sẽ có hai cái ở đây. Kéo nó lại nào. Khá là dễ mà đúng không? Đó, đây là để hai đoạn á. Đây là format để hai đoạn này mọi người này. Nhớ là phải sử dụng cái phím tắt của mình sao cho hợp lý nha. Đây mình vừa xuống xong một lần nữa rồi á. Tiếp tục, để mà có thể master được cái thanh paragraph này thì mình sẽ phải làm gì? Mình sẽ phải cần thêm một chút nữa liên quan đến bullet point. Quay lại phần này đúng không? Sẽ quay lại phần này nhé. Mình sẽ muốn đánh dấu tiêu đề này là số 1. Và làm thế nào để mà cái này khi mình đánh dấu nó thành số 2. Nếu mà các bạn đánh dấu như thế này rồi thì cái đằng sau nó sẽ mặc định là số 2. Thế nhưng mà nếu cái bên dưới này là số 1 thì sao? À, nếu mà các bạn muốn đánh dấu cái số này thành số 1 hoặc là bất cứ cái số nào mà các bạn muốn thì sao? Ok, thì các bạn hãy chọn một cái dòng mà đang có tiêu đề là được bắt đầu ở số 2 này. Cái thứ hai là bạn sẽ chọn vào trong cái phần bullet and numbering ở đây. Sau đó chọn vào đó. Ở đây thì các bạn có thể tìm thấy được tùy chọn là chính là đổi màu cho cái chữ số 2 này. Sau đó là đổi cái thứ tự bắt đầu. Ví dụ ở đây nó đang bắt đầu ở số 2 đúng không? Nó phải tăng lên số 3, số 4, số 5, số 6. Đổi nó sang La Mã. Hay là như nào? Hay là cho nó về với cả cái số 1 thì mọi người đều có thể làm được nhé. Đó, nó sẽ có ở trong bullet and numbering. Cái này thì mọi người có thể thấy được ở đây nó đều có cả cái kích cỡ chữ của cái đánh số luôn á. Như thế này thì mình sẽ để cái cỡ chữ ở đây là 150% so với cả chữ to bao nhiêu, chữ tiêu đề to bao nhiêu thì cái đánh số cho tiêu đề đấy nó sẽ to hơn gấp rưỡi lần. Ok,
Đó là về phần paragraph. Ở phần paragraph này thì nó sẽ có thêm một vài cái tùy chọn liên quan đến việc vẽ chữ này chẳng hạn, thì mọi người có thể sử dụng nó. Tuy nhiên là theo như mình nghĩ thì những cái tùy chọn này chưa cần thiết lắm, mà các bạn hãy có thể thêm ở đây là phần, đó chính là phần smart art. Thì tuy nhiên là phần smart art này thì mình nghĩ là các bạn có thể sử dụng nếu mà các bạn đã đánh số cho nó ok rồi. Chẳng hạn như là ở đây mình đánh số 2 cho cái dòng này và số 1 cho cái dòng này một cách thật chuyên nghiệp và chỉn chu đi. Đó, thì mọi người có thể thấy là mình sử dụng Smart Art rất là dễ, đúng không? Khi mà mình sử dụng Smart Art thì nó sẽ tự động chia ra những cái phần như thế này cho mình, và mình có thể sử dụng được cái PowerPoint của mình để mà nhanh chóng làm ra một cái gì đó tương tự như infographics. Nó vẫn là chuyên nghiệp, vẫn rất là bắt mắt. Thì tuy nhiên đối với mình cái này có thể sửa rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì phông chữ của nó lệch này, cái căn đầu dòng của nó vẫn còn lệch này, những cái chi tiết nhỏ như thế này nhá, nó không phải là cái quyết định xem là PowerPoint của các bạn nó có được điểm 10 trong cái thuyết trình hay không đâu, mà nó sẽ gây hơi khó chịu một tí. Và nếu mà các bạn tham gia cuộc thi Slide Master của mình tổ chức 4 năm trước thì cái này nó sẽ tính được vào một lỗi, đó là trừ điểm đó mọi người. Năm nay thì mình chưa tổ chức Slide Master, nhưng mà mình mong rằng là cái K01 và K02 của mình sẽ đều đào tạo ra những học viên có thể tham gia Slide Master được. Ok, thì đó là phần home và paragraph, mà mình không thực sự thích cái này một tí nào cả, mình muốn các bạn vẽ nó ra cơ. Tiếp tục ở phần home này thì mình sẽ có một vài cái tùy chọn liên quan đến chèn cái vật thể là như thế này. Mọi người vào shape này, ở phần drawing nhé, ở phần drawing tức là phần vẽ này, chèn một shape ví như là cái rectangle, à cái hình chữ nhật ở đây, cho hồi chữ nhật vào. Và mọi người khi chọn hình chữ nhật thì mọi người sẽ được chuyển sang cái tab không mở, nhưng mà tab ẩn ấy, thì chỉ khi nào mọi người tương tác với cả một cái hình chữ nhật thì nó sẽ hiện ra thôi. Đó là tab shape format. Ok, shape format này sẽ cho các bạn được chỉnh màu, chỉnh đường viền, chỉnh hiệu ứng dành cho cái này, hay là chỉnh luôn cả cái hình ảnh này, cái hình khối này đi thành hình tam giác, đang thành hình tam giác tự nhiên biến thành hình tròn, hình hình bò rục, đang từ hình bò rục tự nhiên cái biến thành mũi tên đó. Ok, về phần home thì nó sẽ có một vài cái tool như thế, và khi mà các bạn tương tác với cả bất cứ cái nào chèn là trong PowerPoint, một hình ảnh, hai là video, ba là âm thanh, bốn là những cái liên quan đến media khác chẳng hạn như là cái ghi âm, quay màn hình của các bạn, thì các bạn đều có thể thấy được một cái tab nó sẽ hiện ra như thế này. Ok, xóa cái này đi. Và mọi người có thể thấy được ở đây nữa, đó chính là cái tab Arrange, tức là nó sẽ cho các bạn điều chỉnh các vị trí của những cái vật thể đang có trên slide. Chẳng hạn như ở đây mình đang có một hình tròn, mình sẽ đổi nó thành hình vuông. Ở đây chẳng hạn, hình vuông của mình sẽ có màu gì? Sẽ có màu đỏ. Hình chữ nhật của mình sẽ có màu vàng. Và nếu như thế này thì có lẽ có nghĩa là hình chữ nhật đang nằm trên hình tròn. Ok, thì khi mà mình muốn điều chỉnh cái thứ tự nhìn thấy, tức là gì, mình muốn là mình nhìn thấy hình tròn trước, hình tròn đè lên hình chữ nhật đó, thì mình sẽ để cái oval nằm trên rectangle. Ok, còn nếu mà mình muốn mọi người không nhìn thấy hình tròn thì đơn giản là cho cái hình vuông này che đi cái hình tròn thôi. Mọi người có thể bật cái tab Arrange này đi và sử dụng một vài lệnh của nó, chẳng hạn như là Bring to Front, tức là chọn ở hình tròn ở đây này, sau đó là chọn Bring to Front là đưa nó lên trên, đúng không? Trái ngược với cả đưa lên trên thì sẽ là hạ xuống dưới, đó là Send Backward. Cái lệnh bring to front này nó rất là hay ở chỗ đấy là nếu mà các bạn đặt cái hình tròn này xuống dưới đáy xã hội mà ấn bring to front phát là nổi luôn. Chẳng hạn như là hình tròn này mình đang để nó dưới đáy xã hội đi, thì mình sẽ vào như thế này nhé. Đầu tiên là mọi người vào phần arrange selection pane, thì bình thường mọi người không thể nào mà chọn được cái vật thể ở dưới cùng, đúng không? Thì mình sẽ vào Arrange, chọn Selection Pane ở đây. Ok, thế sau đó là mình sẽ chọn một cái hình oval bằng cách là click vào cái dòng của nó thôi. Thế sau hoặc là như này nhá,
mọi người có thể chọn vào cái hình rectangle này, ẩn nó đi này, ẩn luôn cái hình tròn ở trên nó đi này, và chọn cái hình đang nằm ở dưới đáy giao hộ. Thế sau đó là mở hai cái hình vừa rồi lên, chọn bring to front thì nó sẽ một phát lên mây luôn, đứng trên đỉnh của tất cả mọi thứ. Hay là nếu mà các bạn sử dụng bring forward thì nó từng bước tiến lên trên đó. Còn nếu mà các bạn sử dụng center back thì nếu mà nó đang ở giữa như thế này thì nó sẽ lại xuống đáy xã hội. Còn nếu mà các bạn đang để nó ở đầu như thế này, các bạn center back thì nó vẫn xuống đáy xã hội đó. Thế nhá, hình tròn của mình đúng không, nó đang nằm ở top, tức là nằm ở trên cùng á. Hình xanh là cây như này, mình ấn ở đây là center back xuống đáy xã hội luôn. Ok, còn nếu mà mình ấn bring to front lên đỉnh xã hội ngồi luôn đó. Ở thành hôm này thì nó còn một vài cái rất là hay, đó là quick style. Quick style nó cho phép bạn tạo ra một cái shape mà các bạn đã có mong muốn từ trước, rằng là mình đã tạo như thế này rồi và mình đang muốn là những cái sau chỉ làm như thế thôi. Thế nhưng mà mình lại không muốn phải dùng format painter, hoặc là lúc đấy mình chưa biết format painter chẳng hạn, thì mình có thể dùng cái quick style này và apply nó lên trên cái hình dạng hình tròn của mình luôn. Một cái lưu ý nhá, là tất cả những cái này, những cái dạng mà trong cái shape format này, cái mẫu quan sát của nó đều có tên. Chẳng hạn như là theme style ở đây, nó sẽ có là color outline, tức là có color outline, có một cái viền màu sắc ở bên ngoài. Ví dụ ở đây nó sẽ có viền màu xanh chẳng hạn, để chọn cái option này nó sẽ có viền màu xanh nên trắng. Ok, hay là mình sẽ kéo xuống bên này, intense effect blue accent đó, thì nó vẫn sẽ có effect shadow nhẹ này, có một chút blue pha theo kiểu là nó hơi gradient một tí, nhưng thực ra lại là không gradient nữa mọi người đó. Nó sẽ là gradient một tí, nhưng thực ra nó chỉ là ba cái sản phẩm của màu xanh này ấy với nhau thôi. Cái thứ ba ở đây đó chính là các bạn có thể vào phần home này và chọn phần replace. Phần replace này thì mình nghĩ là mình sẽ để buổi sau nói về cái vụ là đồng bộ phông chữ, cũng như là những cái liên quan đến thiết kế ở trong PowerPoint. Mình nhớ là nó ở 12 mọi người. Ok, thì bây giờ cũng là phần cuối buổi học rồi, nó còn 20 phút nữa. Thì thứ nhất là bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người thêm một cái ở trong PowerPoint, đó là cài đặt phông chữ. Ok, về lại cửa sổ màn hình chính của mình nhá, đóng luôn cái này lại. Ok, đóng cái này lại xong thì mình sẽ vào phần tài liệu lớp học ở đây. Mình đã tải về rồi. Mọi người lưu ý này, với phần phông thì ở đây mình sẽ có 3 thư mục chính. Thứ nhất là thư mục dành cho người mới bắt đầu, là font Montserrat, nó sẽ có khoảng 18 kiểu chữ trong họ nhà Montserrat ở đây. Đó, nếu mà các bạn chưa biết cài đặt như thế nào thì mọi người có thể thấy là mình sẽ có một cái dạng như thế này này. Khi mà tải về á, thì sẽ có một cái tệp nén như thế này. Để mà mở được cái tệp nén này thì các bạn chỉ cần ấn chuột phải vào thôi, hay nhấn chuột trái hay là chuột phải vào. Đấy, thế sau đó là các bạn có thể giải nén nó ra nhé. Chẳng hạn như thế này, nếu mà các bạn đã mở lên rồi mà các bạn muốn là em cần giải nén cái này ra để cài đặt, thì các bạn có thể chọn một lần vào đây và kéo nó ra như thế này. Kéo ra thôi nhá, là nó đã kéo ra rồi. Ok, sau khi kéo nó ra như thế này xong thì mọi người có thể làm như mình. Đầu tiên là ấn nút vào, sau đó là chọn từng cái một. Chọn từng cái một thì hơi lâu. Ctrl A nhé, sau đó là chuột phải này, ấn install là được. Khi mà nó hiển thị lên một thông báo như thế này, the Montserrat italic font is already installed, tức là bạn đã cài đặt cái phông này rồi. Do you want to replace it? Bạn có muốn thay thế nó hay không? Thì mình sẽ ấn tick vào đây và ấn yes. Ok, nhớ là mọi người phải đóng PowerPoint trước khi cài đặt cái phông này. Đó, cái phông chữ nó sẽ được cài như thế mọi người nhé. Mọi người sẽ cài cùng lúc nhiều phông luôn. Thế nhưng mà đối với những bạn ở mới bắt đầu thì mình khuyên là chỉ cần cài một cái thôi và hãy học cùng mình. Tại vì bộ này nó đã có tất cả những kiểu chữ mà các bạn cần rồi. Tuy nhiên là nếu mà các bạn đã muốn tìm hiểu thêm những kiểu chữ mới lạ khác thì các bạn có thể vào đây
Đây là một bộ phông UTM khá là cân bằng, đủ các thể loại phông chữ mà các bạn cần. Tương tự như thế, với cái là cũng rất là đơn giản. Cantona, chuột phải. Đối với những bạn nào có Win 10 thì nó sẽ show như thế này đúng không? Ok, các bạn có thể ấn Install for all user hay là ích kỷ, giữ nguyên nó trong mình thôi. Ấn Install là được. Ok, chúc các bạn thành công. Cái phần này chắc chắn là các bạn thành công rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn có được cái phông nào hay ấy, thì hãy cố gắng kiểm tra nhé. Tại vì là tất cả những cái file ở đây của mình á, nó đều là TTF. Nếu mà các bạn thấy cái file Excel nào mà chạy trong cái file mà mọi người sưu tầm ở nơi nào đó thì hãy nhớ là cẩn thận. Tại vì những cái phông đó nó có thể bị lỗi hoặc là bị virus đấy mọi người. Ok, khi đã cài đặt phông xong thì vào bao quay tổng hợp thôi. Đầu tiên thì mình sẽ quay lại cái scenario đang làm, đổi luôn cái phông ở đây thành UTM. Ui, cái số rất là đẹp đúng không mọi người? Tự nhiên là có một phông chữ khác, quá lạ luôn, chưa ai nhìn thấy cái phông mình luôn đúng không? Ok, hay là mình có thể đổi sang một phông khác nghiêm túc hơn, 946 Martinez. Đó, nhìn như thế này mình nhìn cái cổ chữ nó trông lực nhỉ, nó kiểu bị đầm ấy. Hay là mình thích cái phông kiểu là Great Rise, nó sẽ hơi hơi kiểu bay bổng. Còn này là Great Rise sẽ bay bổng như thế này này, người này. Đó là không biết tay á mọi người. Cái này mọi người có thể tìm trên Google nhé. Thế nhưng mà mình đang có recommend mọi người á, đây là cái Serifone này nó rất là hay. Mọi người có thể tải về của mình và sử dụng. Ok, tiếp tục là cái việc mà mình có thể hướng dẫn các bạn trong cái công cụ lần này. Đó là sử dụng slide template. Ok, thì slide template của mình nó cũng có khá là nhiều. Thế nhưng mà mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn sử dụng template của Slido thôi. Và phần document thì mình đã có một vài cái template đấy rồi. Ví dụ như thế này, các bạn có thể vào trong cái phần drive của nhóm nhé. Và trong phần slide template thì nó sẽ có rất là nhiều template mình đã upload lên rồi đấy. Và nếu mà các bạn không để ý nữa thì cái này nó cũng sẽ có một cái template ở đây cũng có thể tải về ở trên này. Đó, mình có thể mở ra được mà. Nếu mà mọi người đã tải về rồi thì nó sẽ có ở đây. Còn nếu mà mọi người chưa tải được thì chúc mọi người may mắn. Nếu mà mọi người nhá, ở trên này thì sẽ có tất cả những cái template mà các bạn cần này. Hoặc là một cái vài template là nó may mắn nó trùng với cả cái chủ đề mà các bạn đang làm. Đó, chẳng hạn như mình đang sử dụng một cái template ở đây khá là ok. Và mình nghĩ là mình sẽ mở nó ra để mình sử dụng cái template chẳng hạn. Đây là một cái template về bảng điện. Mình nghĩ là nó cũng không phù hợp với mình lắm. Thế tuy nhiên là nó sẽ phù hợp với tất cả những cái bạn nào mà đang thuyết trình kiểu là dạng vật lý, khóa học mà cần phải làm về cái bảng điện ở lớp 11 ấy thì sẽ cần đến nó. Ok. Trong cái template này thì mọi người đầu tiên hãy lưu ý cho mình về cái số slide của nó mọi người nhé. Ok, cái số slide này. Và nếu mà trong cái template này mà nó có một cái phông nào các bạn chưa kịp cài á thì các bạn hãy đổi nó sang phông khác. Đổi nó sang phông khác có nghĩa là các bạn sẽ xếp nó mà bỏ qua cái thông báo đó chính là cái máy của bạn chưa có phông này đâu. Bỏ qua cái thông báo ấy luôn, không cần. Tiếp theo ở đây mọi người sẽ có một cái lưu ý nữa về việc là sử dụng cái template này. Nếu mà mọi người muốn thay ảnh đúng không? Thì mình có thể ấn change picture ở đây, thay cái ảnh mà nó đẹp trai của mình vào chẳng hạn. Ở trong này thì mình đã có một cái ảnh ở đây rồi. Nó chẳng hạn như mình thay ảnh này vào và cắt nó sao cho phù hợp hơn. Thì đấy, mọi người có thể sử dụng template như thế. Hay là mọi người có thể chỉnh sửa được tất cả những cái thông tin ở đây. Chỉnh sửa thông tin. Đó là bản sửa của template, tức là những cái mẫu slide có sẵn. Hay là các bạn có thể sử dụng một cái quyền chính là format background, chọn ra một cái background nó phù hợp hơn. Mình sẽ muốn chọn một cái box background toàn hoa là hoa. Ui, thay đổi như thế này và chỉnh một chút ở cái color correction cho nó về màu xanh chẳng hạn. Đó thì mọi người nghĩ là nó sẽ đẹp.
Từ đầu đến cuối luôn thì mình nghĩ là cái này mình có thể tải về và sử dụng được, hay là những cái hình ảnh thì mình nghĩ là nó sẽ cũng phù hợp với các bạn để mình up nó chúng nó lên nhé mọi người nhé. Hình ảnh sẽ hơi lâu xíu tại vì là hôm nay mình chưa dùng gì đến hình ảnh mà, nhưng mình đã có chuẩn bị cho các bạn rồi. Upload lên này. Ok, hiện tại thì mình đã upload xong cái phần mềm Acrobat, và nếu mà mọi người cần hướng dẫn cài đặt thì mình sẽ để sang buổi sau. Còn buổi ngày hôm nay thì tạm thời là mình sẽ chưa hướng dẫn các bạn cài Adobe Acrobat, tại vì là máy mình đang có một chút vấn đề với cả Windows Security mà mình không thể mở nó lên tất nhiên virus được. À, còn một phần nữa đó là phần insert, mình sẽ cần phải nói với các bạn là chính là việc mình sẽ sử dụng cái insert là như thế nào. Việc mà mình tạo một slide mới thì mình sẽ sử dụng nút Ctrl M. Ok, mình sẽ sử dụng Ctrl M nhé. Ctrl M ở đây sau đó là mình sẽ sử dụng cái lệnh, đó chính là lệnh insert. À không, nó là nằm ở thay insert mọi người. Sau đó là lệnh insert pictures. Không thấy nhóm Zalo đâu à? Hoàn hay Hoàn, em cần phải check lại tin nhắn cũ của những cái có thể là em đang ở trong nhóm chat của cùng nhau họp PowerPoint ấy. Thì em anh nghĩ là em cần phải check lại cái tin nhắn từ trước đó của anh thì em sẽ thấy được cái em sẽ thấy được cái nhóm Zalo á. Ok, ở cái phần này thì mình nghĩ là hình ảnh thì mình đã up lên này. Phần insert này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người, thứ nhất là việc mình chèn bảng. Trên bảng ở đây thì nó sẽ có một cái insert table và mọi người có thể tùy chỉnh được cái kích cỡ của bảng này. Thế tuy nhiên nhé, có một cái mẹo này cho mọi người khi làm á, là mọi người sẽ cố gắng làm sao tạo ra một cái ô text text box, tức là cái bảng nó hoàn hảo nhất với mình như thế này. Tùy chỉnh xong đó, thường là chỉnh sửa như này thì mọi người hãy cố gắng là chỉnh sửa cái dòng của nó. Sau đó là mình sẽ chèn hàng loạt luôn mọi người ạ. Có như này này. Như thế này thì mọi người sẽ có thể đồng bộ được về kích cỡ của các dòng trong cột, cũng như là những cái liên quan đến màu sắc và cái thứ tự bố trí nội dung ở trong đó. Chẳng hạn như là cái format của cái này nó sẽ luôn luôn là chữ ở giữa kích cỡ 18, và đôi khi là ở đây mình sẽ chỉnh luôn cái khoảng cách giữa các dòng là 1.5. Ok, tiếp tục. Trong cái phần này thì mình sẽ có một cái lưu ý cho mọi người, đó chính là cái insert hình ảnh. Hình ảnh ở đây thì mọi người có thể lấy được ở trên cái link vừa nãy mình upload, thì mình sẽ gửi cho mọi người sớm. Cái thứ hai là mình có thể sử dụng những cái hình ảnh ở trên Google, ở trên cái phần mà Microsoft Office cung cấp, Online Picture á. Ok, sau khi chèn hình ảnh vào xong thì mọi người có thể thay hình ảnh đó bằng cách là sử dụng cái Stock Image, hình ảnh có sẵn trong kho chẳng hạn. Tất cả các hình ảnh có sẵn trong kho ở đây nhá, thì mọi người lưu ý ấy, nó đều rất rất là nét. Và cái kích cỡ của PowerPoint mọi người có thể lên đến, mình nghĩ là phải đến tầm 5, 10, 15, 20MB luôn á. Đây hiển thị của mình là 11MB rồi. Mà trong khi đó của mình chỉ có 9 slide thôi, thì mọi người thấy được là cái dung lượng của PowerPoint nó có thể lớn đến mức nào. Đúng không? Insert này thì mình sẽ có một vài cái nữa liên quan đến screenshot hoặc là photo album. Thế nhưng mà mình sẽ chưa nói, tại vì là cái phần này nó cũng chưa sử dụng nhiều lắm trong cái việc thiết kế thuyết trình hàng ngày ấy. Thứ nhất, thứ hai là shapes ở đây. Thì mọi người hãy cứ chèn shape và như ở trong cái phần home vừa rồi thôi. Icons thì mọi người lưu ý là những cái này chỉ có bản 2019 thì trở lên.
hoặc ít nhất là 2016 thì nó sẽ có được cái kho icon để mình có thể chèn vào đây. Và nếu mà mọi người muốn sử dụng những cái icon nó đẹp như thế này thì mọi người sẽ phải mua bản quyền. Tất nhiên là bản quyền thì các bạn có thể liên hệ mình sẽ tìm một cái đơn vị ở đấy để cung cấp cho các bạn mức giá hữu nghị. Tuy nhiên là nếu mà các bạn đã có được cái kho này rồi, hoặc là các bạn sử dụng các web access như là Flaticon hoặc là những cái web access khác, những cái web mà cung cấp cho mọi người những cái mà icon cái cute như thế này này, thì mình nghĩ là các bạn cũng có thể sử dụng được luôn và cũng không cần phải sử dụng quá nhiều hay là phụ thuộc vào cái kho tài nguyên của Microsoft. Còn Microsoft mà vẫn bị hạn chế về cái concept theme ấy, mình sẽ phải chỉnh sửa hơi nhiều. Trong khi đó thì những cái trang như thế này đã cho mình được cái gì nhỉ? Nó cho mình được cái thiết kế mẫu từ trước luôn. Đó, chẳng hạn như bây giờ mình sẽ mở ra cái này và copy nó vào. Quá đơn giản luôn. Mọi người lưu ý nhất là mình sẽ phải mình sẽ không copy được như thế này đâu. Mình sẽ cần phải có và trung gian như thế này để kéo thả mọi người ạ. Không thể nó copy trực tiếp được cái hình ảnh đang xem như thế này. Mà sẽ phải có một trung gian đó. Như thế này mình mới chèn vào được. Bởi vì đây là file PNG, nó sẽ có nền trong suốt và mọi người có thể chèn. Tuy nhiên là nếu mà mọi người chèn file JPEG vào thì mình nghĩ là không được. Không có cái chuyện JPEG nó không có nền, mọi người chèn nó sẽ bị nền trắng lắm. Ok, và phần này sẽ có biểu đồ. Phần biểu đồ này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người vào 12 chi tiết nên là mình sẽ skip trong buổi này. Cuối cùng là add-in. Add-in là cái phần hôm nay mình hướng dẫn mọi người nè. Và cái nó sẽ nằm ở trong cái phần này. Ok, add-in ở đây thì mình sẽ có add-in 3 add-in đáng sử dụng nhất. Thứ nhất là add-in. Để mình xíu. Cái add-in của mình á, thì mình sẽ cố gắng là find more in Microsoft Store. Ok, thì ở đây nó sẽ có một vài cái gì gọi là iSlide. iSlide là một cái bộ công cụ mà nó đã có từ rất là lâu đời, trước khi bộ công cụ của iSlide ra đời nhá. Thế nhưng mà nó sẽ không có kéo thả được chạy như nào thì mình sẽ làm được. Đây, tiếp tục ở trong cái phần add-in này thì mọi người nhìn này, add-in này ở đây My Add-in có, mình sẽ ấn find more add-ins at the My at the Office Store. Sau đó là mình sẽ vào trong cái phần này. Và ở đây mình có giới thiệu với các bạn đó chính là một tiện ích của iSlide. Nó sẽ giúp cho các bạn kiểu tạo ra một cái Quick Access Toolbar. Nhưng mà trong đó mọi người có thể thấy được là nó đang rất là hỗ trợ nhiều cái. Rất là nhiều cái luôn á. Để mọi người có thể tương tác cũng như là chỉnh sửa cái bản thuyết trình của mình mà nó nhanh. Không cần phải mất quá nhiều thời gian. Ở đây là mình đã có iSlide này. Thì mọi người lưu ý là phải login nhé mọi người nhé. Đó, phải login này. Nếu mà mọi người login xong là kết quả trả phí. Nên là mình khuyên, nếu mà có thật thì các bạn hãy cố gắng hiểu được cái cách thiết kế về PowerPoint. Có thật là nhiều cái mẫu qua sản để mình có thể tham khảo và sử dụng để mà có thể thiết kế ra được một cái PowerPoint nó nhanh nhất, nó hiệu quả nhất và lại tốn ít chi phí nhất. Khi mà mình làm lâu rồi á, mình mới đi hướng dẫn mọi người tại vì sao? Tại vì mình đã hiểu là cái nào mất tiền, cái nào không mất tiền mà vẫn có thể dùng được. Và làm thế nào để mà mình có thể biến cái PowerPoint này từ một cái phần mềm có khi chỉ mất tiền bản quyền thôi, và mình sẽ không phải mất thêm bất cứ chi phí nào cho nó nữa. Đó, thì nó sẽ là cái cách làm việc của mình. Và làm sao để trong cái quá trình làm việc của mình á, mình không gặp những cái lỗi như kiểu là bị đơ, bị đứng máy hoặc là bị dừng lại khi làm. Hiện tại thì có một câu hỏi, đó chính là việc cách làm thế nào để mà kéo thả. Thì đầu tiên là các bạn hãy vào trong cái file tải về các bạn nhé. Nó mở nó lên như thế này này. Ok. Đấy, mở lên như thế này thôi. Thì sau đó là các bạn có thể thấy ở đây là chính là một cái thư mục đúng không? Thư mục này nó sẽ chứa toàn bộ những cái file thiết kế hoặc là những cái file tài nguyên mà các bạn cần. Đầu tiên là các bạn chọn cái này vào. Chọn rồi nhé. Sau đó kéo sang này. Đó. Kéo sang thì các bạn sẽ có cái ở đây là chính thư mục. Thư mục thì các bạn có thể vào đây và tìm ra cái PNG, nhớ là cái PNG nhé. Đó, thế sau tìm được PNG rồi á thì đơn giản thôi. Các bạn hãy bật PowerPoint lên như thế này sẵn. Mở ra một cái slide mới này. Chọn vào cái này và kéo sang PowerPoint. Đó, đây là cách kéo thả thôi. Còn video các thứ thì mình không khuyên là các bạn kéo thả nhá. Đặc biệt với video, kéo thả sẽ gây lỗi PowerPoint ấy mọi người. Mình không hiểu tại sao. Mình có dự án làm chèn tổng khoảng 6 cái video và mình kéo thả thử
Thì lúc mà kéo thả xong nó rất là ok, thế nhưng mà sau lúc sau lại lỗi, mà cái lỗi đấy mình không lý giải được. Nhưng mà nếu mà làm bằng insert thì lại mượt, thế là thành ra là mình sợ đến bây giờ á là mình sẽ không hướng dẫn các bạn là cách làm sao để kéo thả video vào, mà mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để chèn video ở đây. Thì ở đây nó sẽ có chèn video này mọi người, thì mọi người đơn giản là vào chèn video thôi. Ở đây thì sẽ có một cái chèn video như thế này. Ví dụ mọi người có thể thấy ở đây thì là cái intro mình làm, thì mình có thể chèn vào đây chẳng hạn. Xong ấn play. Rất là đơn giản đúng không? Ừ. Cái này mình nghĩ là nó cũng dễ mà. Kiểu mình có thể chèn vào xong mà kéo thả, hoặc thậm chí là mình có thể kéo thả luôn. Thế nhưng mà bởi vì mình sợ nó bị lỗi nên là mình sẽ không làm như thế, mà mình sẽ chỉ kéo thả hình ảnh thôi mọi người nhé. Ok, đó là về cách kéo thả. Thì bây giờ mình đang có một cái nữa, đó chính là cần hướng dẫn mọi người, đó là cái add-in. Add-in này thì mình có thêm một người sử dụng một cái add-in nữa, đó chính là Grammarly. Nếu mà phải mất tiền hãy dùng Grammarly, tại vì Grammarly là một cái add-in theo mình nghĩ nó là một cái cực kỳ hay luôn. Thế nhưng mà cái add-in này nó sẽ không có ở đây, mà mọi người sẽ phải lên trên Grammarly về. Đây, mình có thể vào trong cái trang web này để mà tải về Grammarly cho cái ấy của mình, cho cái PowerPoint của mình. Anh kéo thả để chèn vào nhỏ thì đó, anh vừa hướng dẫn rồi đó em. Ok, cái phần kéo thả thì em cứ bật một thư sẵn lên này, chờ sẵn và thường chờ sẵn, và em nhớ được là cái nào em cần kéo thả vào, sau đó là em quay sang slide và em kéo thả để chèn vào thôi. Ok, trong phần insert thì mình có một cái nữa, đó chính là việc chụp màn hình. Chụp màn hình thì mọi người thường sử dụng cái phím tắt, đó chính là Alt Ctrl A của Zalo để chụp ảnh đúng không? Đó như thế này, sau đó copy paste vào đúng không nhỉ? Ừ, như thế này nó nghĩ là đúng rồi đó. Đó, mình sẽ test vào như thế. Đây là Alt Ctrl A của Zalo. Tuy nhiên là còn một cò phím nữa để mình chụp màn hình. Chụp màn hình thì cái này các bạn có thể chụp màn hình chat chẳng hạn. Ví dụ như là mình chụp lại những cái câu hỏi của các bạn như thế này. Ví dụ như là câu của bạn Trần Thanh Bình: mà thầy mà lớp chưa mình không quá vui cả ngày luôn, không quá đúng không, cáp vào cho nó to ra ý, xong bảo là đây là thành quả lớp học của mình đây, hôm nay có một học viên không quá đấy. Vui cả ngày luôn mà. Đấy thì mình chụp ảnh màn hình và chèn vào. Thì mọi người lưu ý nhé, có hai cách, một là Windows Shift S, đó đây là tổ hợp phím để chụp ảnh màn hình. Và cách tổ hợp phím này thì nó có thể hữu ích cho cả việc chụp hình màn hình web đã chụp hình của cái PowerPoint này luôn. Chẳng hạn như bây giờ mình có một cái web như thế này, mình sẽ muốn chụp màn hình đúng không, thì mình sẽ ấn Ctrl Shift S nha mọi người nhé. Capture Area này, Capture Full Page này, mọi người có thể copy cái này vào này. Rất là hữu ích luôn. Đó, copy paste như này vào và làm hiệu ứng morph chẳng hạn. Đây, mình sẽ làm hiệu ứng morph cho mọi người xem. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ là nó cũng tương đối thôi. Mong là mọi người xem được những gì ở trên màn hình của mình. Cho em hỏi không thiết bị laptop hoặc PC tham gia học hỏi để sau này được không ạ? Nhớ là điểm danh đầy đủ để có thể lấy được những cái video record.
hoặc là em hãy cố gắng tham gia buổi học cùng anh để mà có thể đặt câu hỏi cũng như là những cái mà em cần sau này thì anh có thể nhờ hỗ trợ được. Tuy nhiên là cần phải đi học đã. Ok, đây là transition mode mà mọi người có thể sử dụng được. Tuy nhiên nó hơi nhanh nhưng là mình sẽ điều chỉnh lại một chút về cái duration của nó. Đó, đây là một cái full capture area của Grammarly trang web. Và mọi người có thể thấy PowerPoint nó đa dụng để mọi người có thể xem cái phần này như thế nào. Ok, thì buổi học ngày hôm nay mình nghĩ là cái phần insert này, phần home cũng như là những cái cơ bản về PowerPoint mình cũng đã đều giới thiệu cho mọi người rồi. Thì việc còn về nhà của mọi người là gì? Mọi người ghi là cho mình cái chú ý như thế này. Đó chính là việc mình sẽ nhớ được cái notice ở trong phần home của mình. Đó là thứ nhất, luôn luôn phải chăm lấy chữ. Để mình viết lại lưu ý nha. Chỉ có hai lưu ý học với mình thôi. Luôn luôn chăm lấy chữ. Can cho dây. Nhớ là phải chăm lấy chữ đối với đoạn văn. Và hai, đây là hai cái lưu ý lớn nhất của mình. Đó, trong cái buổi học ngày hôm nay chẳng còn lưu ý gì khác cả mọi người. Nhớ là hai cái này, phải nhớ hai cái này. Còn lại thì những cái mà công cụ như thế này các bạn cứ làm nhiều rồi các bạn sẽ quen đi mà. Còn nếu mà quên phần nào thì có thể hỏi mình hoặc là nhớ lại những cái record đều đã upload lên trên nhóm. Ok, thứ hai là bài tập ở nhà. Bài tập về nhà đó chính là các bạn hãy check được cái drive trên nhóm, mình sẽ gửi vào ngày thứ tư. Bài tập đó chính là tạo slide với chủ đề bảo vệ môi trường. Mọi người lưu ý nhé, và cái này sẽ quan trọng và mình sẽ upload một cái file hướng dẫn làm bài tập cho mọi người. Cũng như là những cái lưu ý khi mà làm bài tập. Tất nhiên là nó sẽ không có những cái công cụ nào các bạn chưa được học cả. Thế nên là nhớ bài tập về nhà. Bài tập về nhà cũng là một cái cách để mình có thể đánh giá được các bạn cái mức độ khả năng của các bạn khi mà làm PowerPoint nó như thế nào. Để mình có thể đưa ra hỗ trợ cho các bạn đó. Ok. Đối với PowerPoint thì mình nghĩ cái quan trọng nhất vẫn là quen tay. Làm quen tay rồi thì sẽ làm nhanh được. Và làm nhanh được rồi thì nó sẽ có cho các bạn một cái khoảng thời gian tích lũy để các bạn tiến đến cái bước tiếp theo, đó chính là làm đẹp. Cảm ơn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Ok. Nếu mà có câu hỏi gì thì mọi người có thể dành thêm, mình sẽ có thể dành thêm 10 phút để cho mọi người hỏi những cái nội dung mà mọi người cảm thấy là chưa rõ cũng như là chưa hiểu về mình thì mọi người có thể hỏi luôn bây giờ. Đó. 10 giờ 15 thì mình sẽ tắt cái buổi học ngày hôm nay. Hoàn à, còn một cái nữa, bạn Hoàn hỏi mình đấy là máy bạn như thế nào mà mình có thể chạy được cái phần mềm như thế này. Thì cái nặng nhất của mình từng chạy, máy mình ấy, nặng nhất từng chạy là một cái file PowerPoint tầm 8GB. Trong đó thì nó có tầm khoảng 16 video. Và cấu hình của máy mình đây. Đây là cấu hình của máy mình. i5 1400 16GB ra. Và cái này là mình đã tối ưu hết rồi nhé mọi người nhé. Tối ưu có nghĩa là gì? Mình đã cố gắng làm sao để mà cài tất cả những cái phần mềm mà mình sử dụng thôi. Và mình đã loại bỏ tất cả những cái phần mềm thừa đi rồi. Hoàn ơi, nếu mà bạn đang có nhu cầu chọn máy nào mà nó kiểu mạnh để mà đủ khỏe PowerPoint thì mình nghĩ nhé, đầu tiên là bạn hãy học mình để hiểu được là cái cách PowerPoint nó vận hành như nào đã. Bản chất việc bạn bị lag hoặc là bạn bị delay á, nó là do cái máy của bạn nó đang có một chút vấn đề về phần mềm, mà có thể bạn đang cài nhiều lý do á. Kiểu như là bạn cài một lúc nhiều phần mềm Office này, bạn chạy ngầm nhiều tác vụ này, hoặc là bạn cái cấu hình của máy bạn ấy nó đang bị
chậm bởi vì là bạn đang cập nhật Windows chẳng hạn. Nó có rất là nhiều lý do và cái đấy thì các bạn có thể tìm hiểu sau. Tuy nhiên thì nếu mà đã i7 rồi thì kể cả i7 đời 4 trở lên nó đã đều chạy PowerPoint 10, mình đảm bảo luôn. Nên là nếu mà có cái phần mềm nào chưa được tối ưu thì mình đưa lời khuyên cho bạn là hãy tối ưu phần mềm trước, thế sau đó là mình hãy cầu nguyện để cái phần mềm PowerPoint của mình nó chạy mượt hơn. Đấy là cách mình từng làm rồi. Tại vì khi tối ưu xong á mọi người, nó sẽ xóa hết tất cả những cái malware hoặc là những cái phần mềm mà nó thừa đi ở trong máy của mình để mà máy nó chạy được nhanh. Ok, cấu hình ở đây rồi, đời 4, đời 7, đời 6, đời 5 đều có thể chạy được mượt PowerPoint, hoặc thậm chí i3, chip G đều có thể chạy được hết nha mọi người nhé, tùy vào cái dung lượng của PowerPoint thôi. Làm thế nào để mình record? Để yêu cầu việc lấy record đấy chính là các bạn điểm danh đầy đủ. Và khi mà thứ tư này mình xử lý xong cái file record này thì mình sẽ up nó lên trên nhóm và gửi cho những cái bạn mà đã điền cái biểu mẫu điểm danh này rồi nha. Ok, hiện tại thì đang có 46 bạn điền biểu mẫu điểm danh. Mình sẽ làm các chuyện này tại vì là cái này liên quan đến việc là thực hiện khóa học. Tức là các bạn có phải học cùng mình cơ. Mình phải hiểu được các bạn cần gì cũng như là các bạn đang yếu ở chỗ nào thì mới kèm được. Thì những cái bạn nào mới đi học với mình thì mình mới gửi record cho chứ. Còn nếu bạn nào không học nhá, mình có thể luôn, có thể sẽ tính phí trong khóa học. Nhưng mà đối với các bạn đã học được thời gian full buổi đầu, ở đây là có 32, đấy là có 39 bạn, thì mình chỉ yêu cầu là học buổi một cùng mình, làm quen cũng như là hiểu được về khóa học. Như thế là mình đã đủ điều kiện record rồi. Em đang dùng bản 2016, Quick Access Tool 3 khi em tạo mà chỉ có biểu tượng thôi, chứ không có chữ bên cạnh thì phải làm như thế nào? Khắc phục nhanh bằng cách là nhớ cái icon đấy tượng trưng cho điều gì. Bây giờ anh đang tìm cách giải quyết vấn đề của em đây. Thứ hai là bây giờ cái hiển thị của anh nó lên rồi, thì em nhớ tích vào cái ô là Always show comment label nhé. Nếu mà mình không show comment label như thế này này, đó thì nó sẽ hiển thị như thế này thôi. Còn nếu mà em kiểu nó đang bị như này đúng không? Cách fix là như này. Vào More Option, chọn Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar xong, thấy cái ô này chưa tích, chưa check đúng không? Ok, tích vào đây, ấn OK, là nó sẽ hiển thị ra chữ. Em không thấy cái dòng đấy á, em có thể chụp màn hình để lên Zalo được không? Bởi vì anh thấy là nó sẽ phải có cái phần Always show comment label ở đây nhỉ? Common label, nó không khó lắm đâu mọi người. Thực ra là nếu mà mọi người nhớ được á thì nó sẽ là căn giữa này, căn chéo này, à không, không phải căn chéo mà là căn chỉnh làm sao phù hợp với cả cái slide set object đó. Ví dụ như là bây giờ mình muốn căn cái chỗ bài tập này căn giữa với cả cái này thì mình sẽ chọn cái này ở đây bằng Asset Toolbar thôi, và căn chỉnh giữa toàn bộ cái đoạn này luôn đó, rất là dễ. Dòng của em nó đang chưa có, là đúng là không có thật. Em từ từ để anh xem là tự nhiên nếu mà không có thế thì mình làm chỗ gì bây giờ nhỉ? Không, không hoạt động em ạ. Cái nút reset không hoạt động. Tại sao lại không show comment label nhỉ? Cái này thì em có thể tìm được cái này. Đấy, xíu quá trình hướng dẫn rồi. Nhưng không biết nó có phải cho 2016 hay không.
This menu lists your commands. This is a list of what you can add. Format Painter. You can find those. I can click Add. Tab. Word. As I go through the tabs in Word, the commands stay at the top. There's a quick access toolbar for each app. This is Outlook, and it'll show you how fast you can add a command. I like this work email coming in. Ở đây này, nó sẽ có một cái em vào bên này nhé. Nó sẽ có một cái tùy chọn ở bên dưới cùng như thế này. Đó là Hide Comment Labels ở đây. Anh nghĩ là em đang bị tích vào đây. Minh Hạnh không? Minh Hạnh không? Em hãy vào trong cái phần cuối cùng của cái Access Toolbar ở đây nhé. Nó sẽ có một cái dòng Show Comment Labels đấy. Ok, nếu mà giải đáp câu hỏi của bạn Hằng xong rồi thì còn có... Bạn nào có câu hỏi gì về PowerPoint hay không? Về những cái tài nguyên cũng như là record của lớp học thì anh nghĩ là mình sẽ gửi lại vào thứ tư để cho mọi người có thời gian ôn lại, được không ạ? Nếu mà gửi luôn thì mình nghĩ là mọi người sẽ quên. Thứ tư này mình sẽ nhắc lại một lần nữa cho mọi người nhớ. Tất cả các template Format Painter. Ok. Và có background. Nếu mà mọi người không còn câu hỏi gì nữa thì mình nghĩ là mình sẽ đợi Hằng giải quyết xong câu hỏi của bạn ý và mình sẽ kết thúc lớp học tại đây. Hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho mọi người về cái việc làm quen với PowerPoint cũng như là một vài cái lưu ý khi thiết kế thuyết trình rồi và khi thiết kế rồi. Buổi ngày hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về thiết kế thuyết trình. Thiết kế thuyết trình là một cái thì nghĩ là không có. Em ơi, thế là nó không có thì em là không có show levels comment đâu nhé. Nhưng mà anh mong là em sẽ cố gắng tìm may mắn như thế nào tìm ra được một cái cách giải quyết. Hoặc là em cài lên bản 2019 đi. 2019 thì sẽ có hướng dẫn. Ok, thì buổi thứ hai mình sẽ hướng dẫn các bạn về thiết kế thuyết trình. Thiết kế thuyết trình đặc biệt ở chỗ là nó sẽ không phải thiết kế slide tài liệu, tức là các bạn có một file Word, các bạn vứt lên để làm thành cái file mà nó nhìn trông nhiều chữ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn để mà thiết kế thuyết trình làm sao để đảm bảo hai yếu tố chính. Một là nó có thể dùng làm tài liệu. Hai là nó sẽ có thể hỗ trợ cho các bạn trong mỗi thuyết trình. Và ba, nó thỏa mãn là cái yêu cầu của các bạn về việc là thiết kế đẹp. Ok, chào mọi người. Buổi học hôm nay đến là kết thúc. Rất cảm ơn mọi người đã tham gia cùng mình ngày hôm nay. Và nhớ, hãy cố gắng tham gia thật nhiều buổi học giúp mình. Để mà có câu hỏi gì hỏi luôn, không cần phải xem lại đi con. Cảm ơn mọi người nhé.